Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần 14 cái phận sự, hay là 14 cái chức năng của tâm. Tức là tâm của chúng ta nó có những cái công việc mà nó phải làm, hay nói rõ hơn đó, đây là những cái hoạt động về mặt tâm thức của chúng ta mà chúng ta cần phải biết để chúng ta nắm những cái luật đó. Để khi mà khởi lên đó, chúng ta quan sát cái tâm thì chúng ta sẽ thấy rõ những cái hoạt động này. Và khi chúng ta thấy rõ nó thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ những cái gì nó đang tạo tác đây. Nhất định nó sẽ đem đến kết quả hoặc nó sẽ đem đến hậu quả. Cái việc mà chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi là một cái quá trình mà chúng ta phải tập tành rất là lâu dài. Và chúng ta sẽ đi từ những cái phần mà nó dễ thấy nhất cho đến những cái phần tinh tế nhất. Hỏi về cái khả năng mà có thể thấy được cái tâm mình và thấy được cái hoạt động của tâm mình thì ai có khả năng? Thì xin trả lời, tất cả những chúng sinh mà được sinh ra làm người thì đều có khả năng này. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là mỗi người đó, cái khả năng này đó, mạnh yếu khác nhau. Cái mạnh yếu khác nhau này đó, nó cũng đi trong cái dòng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Tức là tiền kiếp mà chúng ta đã trải qua cái sự thực tập này, thì giờ đây đối với chúng ta, nó chỉ là con đường tiếp diễn mà thôi. Còn nếu trước đây chúng ta ít có làm quen với này, hoặc chưa từng làm quen với cái này, thì chúng ta vẫn có khả năng này. Chứ không phải chỉ duy mà dành cho những cái người mà đã có một cái quá trình tu tập từ nhiều kiếp. Vì cái đây là những cái hoạt động căn bản của tâm. Cái căn bản đó đặc biệt đó, là nó phú thác cho những cái chúng sinh được làm người. Là vì khi mà chúng ta sanh ra được làm người thì chúng ta phải có một số điều kiện căn bản nào đó thì mới được làm người. Thì trong số những cái điều kiện căn bản đó thì cái chúng sinh mà có được hình thể là con người đó thì bao giờ cũng có cái trí tuệ đây. Mặc dù họ có thể sinh ra là người nhị nhân, tức là sinh ra với cái tâm quả tục sinh ở đây. Như chúng ta biết là tâm quả tục sinh này đó, nó có hai loại, một cái loại hợp trí và một cái loại ly trí. Bằng tâm quả thiện hợp trí và tâm quả thiện ly trí, hay nói một cách vắn tắt là tái sanh với tâm quả thiện và tâm quả thiện trí, tức là có trí hay không có trí. Thì dẫu cho cái người này sinh ra làm cái người nhị nhân, người ta nói là chỉ có thiện mà thôi. Tức là người nhị nhân này có hai nhân, thiện này có vô tham và vô sân. Còn người sanh ra với tâm thiện trí thì có đầy đủ ba nhân, có vô tham, vô sân và nhân vô si, hay còn gọi là trí tuệ. Thật ra si, vô si không phải là trí tuệ. Nhưng mà khi vô si, tức là không có si, thì nó là cái nền để trí tuệ phát sanh lên. Thì như vậy, cái người mà sanh ra với cái tâm quả thiện, có hai cái nhân này đó, thì người này vẫn có cái yếu tố gọi là vô si. Vô si nghĩa là người này có trí tuệ nhưng bị che khuất, chứ không phải là không có. Thành ra trong cái lờ mờ người ta vẫn hiểu được, mà người ta hiểu được những cái pháp rất là thô thôi. Ví dụ người ta tức giận, người ta biết tức giận, biết vậy thôi. Tức là cái khả năng biết nó phát sanh lên là tự động nó phát sanh lên.
Và khi nó tự động phát sanh lên nó biến đó, thì nó là một cái phước báu. Vì đang lúc cái cơn giận mình nó là một cái dòng chảy. Cái dòng chảy đó là cái hoạt động của cái các tâm động tốc, không phải trong một lộ, mà nó tính đó là cái hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn và hàng tỷ, hàng tỷ tỷ của những cái lộ trình này. Thì nó hoạt động cực kỳ mạnh, nó là cuồn cuộn như thác đổ vậy đó. Thế nhưng mà nó vẫn có một cái khả năng trong cái mong manh, nó vẫn cắt qua được, nó vẫn thấy được, vẫn biết được. Và đây là cái đặc điểm của con người, mà tất cả những chúng sinh rơi vào trong bốn cái cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula không có được khả năng, nó bị treo hết toàn bộ. Cái người mà tu tập á, thì bây giờ khi tiếp tục rèn luyện á, thì những cái khả năng này nó sẽ phát sanh nhiều hơn và thường xuyên hơn. Và khi những cái ánh sáng này, những ánh sáng thuộc về trí tuệ đây phát sanh lên, là cái ngọn đèn soi cho người ta có thể đi vào trong những cái hoạt động thuộc về thiện pháp. Và khi nó khởi sanh lên như vậy, nó khởi sanh ngay cái vùng này, ngay cái tâm xác định này, thì nó có một cái tên gọi là Như Lý Tác Ý. Còn khi nó khởi sanh trong những cái vùng mờ tối này nè, thì nó nơi đây nó gọi là Phi Như Lý Tác Ý. Thì đây hai cái vùng hoạt động của nó sẽ là đây. Thì cái Phi Như Lý Tác Ý nó sẽ nằm ở cái phần quế nhiễm này đây. Phi Như Lý Tác Ý. Còn Như Lý Tác Ý nó sẽ nằm ở cái phần thiện này. Và thiện có trí đây. Nằm ở như vậy chúng ta đã hiểu rằng đó là trong cái đời sống tâm thức của chúng ta đó, thì cái dòng nghiệp trôi chảy như thế đó, thì nó luôn luôn nó đi sống đôi với nhau. Và như sư cô cũng đã từng diễn tả với tất cả hội chúng ở đây đó, là cái đời sống về mặt tâm linh mà thuộc về cá nhân, thuộc về xã hội đó, nó luôn luôn nó cũng có hai cái dòng chảy. Một cái dòng chảy mượt mà sáng láng là cái con kênh nước trong đó, và phần dưới nó có con kênh nước đen. Trong gia đình cũng vậy, trong bất cứ một cái tập thể nào cũng vậy, trong một cái cộng đồng xã hội đều như thế, nó đều có hai cái dòng chảy này. Như thế không? Khi người ta có đủ cái sự tốt đẹp và sự sáng suốt bên trong đó, thì nó sẽ là cái dòng chảy trong, nó đem lại cái sự bình an trong tâm của mình, bình an, vui vẻ trong cái đời sống gia đình của mình và trong cộng đồng xã hội của mình. Nhưng mà ngược lại, nó cũng có một cái con kênh thứ hai, đó là cái sự bực dọc, cái sự khó chịu, sự đố kỵ, sự chỉ trích, sự tham muốn, vân vân, tất cả những cái đó nó xảy ra trong tâm của chúng ta. Cho nên trong gia đình, khi người ta chân thật với nhau, thì đó là con kênh nước trong. Khi người ta che giấu, người ta dối với nhau, người ta bằng mặt mà không bằng lòng, thì đó là cái con kênh nước đen, nó đã khởi lên trong tâm của người đó. Và nếu một gia đình sống như vậy, nó trở thành cái dòng chảy đen ngòm trong cái sinh hoạt gia đình nơi đó. Và một cộng đồng xã hội cũng y như vậy, không có sai khác. Cho nên là tâm chúng ta có thể bắt tất cả các cảnh, thì chúng ta sẽ nhận thấy rõ rằng chúng ta đang khơi lên cái dòng chảy nào ở trong tâm của mình. Cái dòng chảy đó chính là dòng nghiệp. Và khi nó phát sanh lên, nó hiện ra như một cái quả
khởi sanh trong đời sống của chúng ta đó, thì khi nó tiếp cận với tất cả các cảnh này thì nó khởi lên, sanh lên, nó mang theo cái cảm thọ của chúng ta, nó trở thành một cái nghiệp cảm. Và khi nghiệp cảm là rất mạnh, cho nên những cái gì mà chúng con huân tập đó, nó thành ra đó những cái con kênh. Còn kênh này là cái dòng chảy của nghiệp. Nó có hai cái nhánh, một nhánh thiện và nhánh bất thiện, và nó đi song đôi với nhau trong cái dòng chảy đó. Và nó sẽ khơi lên. Và như vậy chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của tập. Bây giờ cái khả năng mà có thể thấy những cái hoạt động của tâm là cái khả năng mà những chúng sinh sinh ra làm người đó vốn có, ít hay nhiều thôi. Như vậy đây là một cái tài sản vốn có, thì tại sao chúng ta lại không đem ra sử dụng? Cũng như chúng ta có một con dao sắc bén có thể để gọt thức ăn, nhưng mà tại sao chúng ta không sử dụng, chúng ta để cho nó rỉ sét đi? Và chúng ta có phải dùng tay mình để cắt, để lột, để làm tất cả mọi thứ. Mà tại sao chúng ta phải làm vậy? Chúng ta có đầy đủ hết. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó là chúng ta phát triển cái mà chúng ta đã có sẵn. Và sự phát triển này thì Đức Phật đã hình thành một cái công thức. Và khi phát triển nó thì chúng ta phải đi ba cái cấp bậc: giới, định và tuệ. Chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, và chúng ta đã khi giữ giới hành giới thì tâm được bình an, và chúng ta sẽ có những cái pháp thiền làm cho cái tâm chúng ta mạnh mẽ hơn. Do nhờ cái căn bản là giới thì cái sự rèn luyện của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Còn khi nào chúng ta phạm giới thì cái định trong tâm chúng ta bị phá vỡ. Và khi cái định trong tâm chúng ta chưa có đủ mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh một cách yếu á. Còn nếu nó bị che nhiều á thì nó không có cái khả năng mà nó mở ra được. Chứ chúng ta cho có. Và khi cái đời mà chúng ta sinh ra làm người đó mà chúng ta cứ để cho những cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm hoài, nó che mờ vậy đó, thì chúng ta sẽ cầm cái cây đèn mà chúng ta đã lấy rất nhiều cái chụp đèn chúng ta bao lại, và chúng ta sẽ đi trong luân hồi. Chúng ta đi trong cái tâm tối khi trong tay chúng ta có cây đèn. Cũng chỉ vì chúng ta đã phạm giới mà chúng ta bị cái ngăn che này, và chúng ta cầm cái đèn đó đi trong luân hồi. Đời này mà hưởng thụ nhiều quá, tham dục nhiều quá, giữ pháp thế gian đó, thì khi người ta hưởng thụ được nhiều, người ta cho rằng phước báo. Nhưng mà cái phước báo này đó, khi ta lạm dụng đó, thì nó sẽ bị ngăn che. Hưởng những cái điều tốt đẹp trên thế gian này là phước báo. Chúng ta có một đứa con xinh đẹp là phước báo. Một đứa con thông minh là phước báo. Một đứa con hiếu hạnh là phước báo. Nhưng chúng ta bám vào đấy, chúng ta đắm đuối vì con, thì nó không còn là cái phước báo nữa, mà nó trở thành cái tai họa chúng ta. Bản thân cái đứa nhỏ này, nó có mặt đây á, nó vừa xinh đẹp, nó vừa thông minh, nó vừa hiếu hạnh, đó là phẩm chất của nó, mà nó là một cái báu vật mà chúng ta có được do cái phước báu chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp. Thì chúng ta chỉ biết như vậy là đủ rồi, nhưng mà chúng ta đắm đuối gì nó, chúng ta coi nó là biểu tượng của ta và nó là tất cả cuộc đời của ta, không phải nó là nó mà mình là mình. Nó vẫn đi bên cạnh như thế này. Nhưng mà khi chúng ta hướng về nó và chúng ta nhập với nó là một,
cái sai lầm nằm chỗ đó. Và cái đấm đuối này nó che khuất. Để đến khi lâm chung đó, chúng ta mang cái sự che khuất này, sự đắm đuối này, để chúng ta mãi mãi làm ma bên cạnh cái báu vật của chúng ta. Và khi thấy cái báu vật này không thuộc về mình nữa, thì chúng ta đây rất là đau khổ. Và có thể làm những cái chuyện mà trước đây một người hiền lành, một người tốt bệnh, một người nhân hậu như ta không dám làm. Nhưng vì sự đắm đuối đó, sự che khuất đó, trong cái cõi ma giới chúng ta vẫn có thể tạo được ác nghiệp. Và cái đó là chúng ta đã có trí tuệ nhưng mà chúng ta cứ che nó và chúng ta mang đi trên đường luân hồi của mình. Cho nên nếu chúng ta không tập tâm, chúng ta không cố gắng để nhìn cái tâm của mình, không thấy đó là cái thiện trí khởi sanh khi chúng ta đã thấy được cái tâm mình, những cái hoạt động của tâm mình. Và chúng ta không thấy cái sự rèn luyện đó, nó là một cái bổn phận chánh yếu trong kiếp người của chúng ta. Tất cả chúng ta đây sanh ra trên cái cõi đời này, chúng ta học những cái bổn phận mà nó không phải chánh yếu trong đời này. Cái bổn phận đó là chúng ta làm học trò thì phải nghe lời thầy giáo, phải học cho đàng hoàng tử tế. Chúng ta làm con phải nghe lời cha mẹ. Chúng ta lớn lên đó, thì vào xã hội chúng ta có bổn phận làm cái người công dân tốt. Và trên cái nền đó thì chúng ta sống thuận hợp với gia đình, với xã hội và cố gắng để thành công trong cái xã hội này. Và cái thành công này, vấn đề tâm linh vấn đề tâm linh mà thuộc về cái sự thành công của những cái pháp thế gian này đó, thì nó là cái quả của phước thiện. Mà chúng ta đây đó, trong cái đời này đó, chúng ta dùng cái năng lực thiện lành của mình đó để chúng ta mở cửa những cái kho báu đó ra, và chúng ta hưởng được những cái phước lành vì những cái thành công trên thế gian này. Nhưng mà khi đó cái quả phước của chúng ta đó, nó cũng như một cái trái chín cây vậy đó. Nó rất là tươi, nó rất là ngon, nó rất là bắt mắt. Nhưng mà trên đời này hiếm có một cái người nào đó mà ăn được một cái trái tươi tốt đó, mà từ ngoài cho tới bên trong. Không có. Chúng ta chỉ đó ăn được phần nửa hoặc là 2/3 thì chúng ta sẽ tìm thấy đó có những con sâu lớn, con sâu nhỏ nó ở trong cái vị trí nào đó chưa biết được. Cho nên cái hạnh phúc nó không phải theo chúng ta đó từ khi chúng ta ở trong cái thai bào người mẹ cho đến khi chúng ta đậy nắp hộp. Mà đường đi chúng ta nó trong trên, nó gập ghềnh và nó đang chéo lẫn nhau như thế này đó. Để cho chúng ta học một cái bài học về tâm linh mà ta không chịu học. Cái bài học về tâm linh đó là cái sự bất hạnh của chính mình. Chính là lúc chúng ta đã che mờ cái ngọn đèn về tâm linh, ngọn đèn về trí tuệ của chúng ta. Cho nên bây giờ cái quả nó trổ xanh là sự bất hạnh của đời mình. Nhưng mình không học từ đó một bài học tâm linh. Và khi chúng ta nhìn thấy những cái phước báu mình đang có trong ta, và mình có thể nhìn với người khác để thấy mình bằng hoặc là hơn. Khi nhìn thấy bằng và hơn này đó, chúng ta không nhìn bằng con mắt trí tuệ, nhưng mà chúng ta nhìn bằng con mắt uế nhiễm. Con mắt uế nhiễm đó chính là khi chúng ta nhìn cái phước báo mình với phước báo của người khác đó, thì đó, cái uế nhiễm của nó phát sanh đây đó, là nó phát sanh từ trong cái ngã mạn và trong tật đố. Tức là mình giỏi hơn người ta, mình giàu hơn người ta, mình thầm cần hơn người ta, hoặc là mình dở hơn người ta, nghèo hơn người ta, không thành công như người ta, không có nhiều phước báo người ta. Và chính vì chúng ta nhìn với cái ngã mạn và cái tật đố đó, cho nên nó cắn ở trong tâm của mình. Một là nó đưa mình vào trong một cái
thái độ đó, là mục hạo vô nhân, tức là mình tự cao tự đại, ngã mạn, không có ai rây gì cả. Hai á là nó đưa mình vào cái đối nghịch của nó, tức là tự ti, tủi thân, mặc cảm, thấy mình không bằng ai, rồi than thân, trách phận, tất cả những cái đó. Hai cái phước báu và cái bất hạnh của chúng ta đó, phước báu không phải để chúng ta hưởng và đắm chìm trong cái hưởng của mình, và sự bất hạnh không phải để mà khi chúng ta nếm cái trái đắng của sự đau khổ đó, thì chúng ta đây đó là coi như là chết luôn trong cái sự đau khổ đó, không phải gì. Cho nên chúng ta có mặt trên đời này, một cái phận sự chính yếu trong cuộc đời của chúng ta là phải thấy tâm của mình. Khi chúng ta thấy tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy cái nhân quả nó diễn ra trong cái tâm của mình. Và cái nhân quả này đó nó hiển bày trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta từng chi tiết một. Khi nào chúng ta nhận ra đó là một cái phận sự chính trong cuộc đời của chúng ta thì cách sống chúng ta thay đổi. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ lấy cái ngoại cảnh bên ngoài làm cái chánh yếu. Trong khi cái ngoại cảnh bên ngoài khi nó kết nối trong tâm của chúng ta đó, thì nó hình thành một cái quả hiện kiếp. Cái quả đang trổ sanh ra, đang hiển bày ra. Và chúng ta bị trầm luân theo những cái quả thiện và bất thiện đó. Khi quả thiện đưa chúng ta lên và những quả đức thiện dùi dập chúng ta xuống, và chúng ta coi như là một cái bắp chuối mà nó đi theo những cái cơn sóng nước mà thôi. Chứ còn tự bản thân chúng ta đó không có nhìn thấy cái sóng đưa lên này là đưa về đâu, mà cái mà nó chìm đắm xuống là nó đưa về đâu. Thì chúng ta đây đó không thắp được cái ngọn đèn trí tuệ của mình. Cái ngọn đèn chúng ta thắp sáng là khi những cái đưa bỗng lên chúng ta biết nó là cái gì, mà khi nó trùng xuống dưới sâu chúng ta, trong cái tâm tối đó chúng ta vẫn lóe lên một ngọn đèn để thấy biết nó là cái gì. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng đó là cái phận sự chính trong kiếp người của chúng ta không? Nếu chúng ta thấy đó là cái phận sự chính trong kiếp người chúng ta đó, thì chúng ta sẽ ra sức để mà luyện tập cái khả năng thấy biết là nhiều hơn. Và chỉ có như vậy đó thì chúng ta mới không bị trầm luân, không bị những quả phước lành đưa lên và những cái quả bất thiện đưa xuống. Và khi đưa lên thì chúng ta tạo bất thiện theo đưa lên, mà khi xuống tạo bất thiện theo đi xuống. Khi đi lên á, thì cái sự hưởng thụ, sự đòi hỏi, cái sự bám chặt, cái sự không cho phép những phước báo mình nó hoạt động sinh diệt của nó, cái bám đó tạo nên sự đau khổ vì không giữ được lâu dài, vì sự mất mát, vì sự bất như ý của mình. Và khi nó chìm xuống như thế này đó là đau khổ một cách khác, là bởi vì những cái thác độ trong cái dữ dội của những cái pháp bất thiện này nó bào mòn trong tâm thức chúng ta, nó đưa chúng ta vào trong cái tâm tối và không gượng dậy được, và người ta sẽ chìm trong cái vực thẳm của sự đau khổ. Và chúng ta cứ thế mà chúng ta luân hồi. Cái mà giúp chúng ta ra khỏi cái luân hồi chính là trí tuệ. Và nhớ rằng không ai cho chúng ta. Pháp thiện cũng do mình tạo, pháp bất thiện cũng do mình tạo. Thiện có trí cũng do mình tạo, thiện không có trí cũng do mình tạo. Mình phải nhận định ra được cái điều này đó thì mình sẽ thoát. Một cái sát na mình nhìn thấy là sát, thoát được một sát na. Hai sát na nhìn thấy, thoát được hai sát na. Cho nên có những người đó, người ta tỉnh ngộ sau khi người ta đau khổ quá nhiều, vì người ta đã bám theo một cái gì đó, người ta ngỡ nó là tất cả cuộc đời của mình. Thì người ta có hai cách để tỉnh ngộ. Cách thứ nhất là người ta đạt đến cái đỉnh cao của cái mà người ta mong muốn rồi đó, thì người ta coi lại nó cũng thế thôi. Trước sư cô có đọc, quý vị nghe cái bài thơ Mù tỏa
Đô Sơn sống triết gian, khi chưa đến đó hận vô vàn. Đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa Lô Sơn sống triết gian. Khi nào cái tâm người ta bình lại, người ta sẽ thấy những cái gì ta đạt đến cực điểm, ta có thấy cái sự vô nghĩa của nó. Và kể cả trong cái thâm thẳm của cái sự đau khổ đó, chúng ta cũng thấy luôn cái sự vô nghĩa khi mà mình cứ phải trôi lăn trong đó. Nó lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài, chúng ta không thấy nhàm chán sao? Không thấy vô nghĩa sao? Chỉ là những cái cảm xúc, chỉ vì những cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu. Thì khi nào chúng ta bình tâm lại trong cái xã có hành xã đó, bởi vì trong xã mà có hành xã đây, nó có được cái pháp trí tuệ soi sáng vào nữa, thì con người ta đạt được sự bình thản. Bình thản đó là định lực ở trong tâm, nó đủ sáng suốt để giống như chúng ta nhìn xem phim mà không khóc trong cái phim đó, không có hận theo cái phim đó, mà cũng không có hoan hỷ theo phim đó, mà chúng ta quan sát để chúng ta biết những cái nhân vật này đó sống bằng cái tâm gì, bằng trạng thái tâm gì, và tất cả những này đưa đến cái kết quả và hậu quả ra sao. Khi nào chúng ta bình tâm, chúng ta quan sát như vậy đó, thì chúng ta mới không cuốn theo. Còn khi người ta xem một cái phim, một cái vở kịch, thì những cái xúc cảm người nghệ sĩ diễn tả bằng cái trái tim của mình, để mà làm cho cái trái tim của chúng ta đó, nó cũng tạo nên những cái cảm xúc như vậy. Thì chúng ta khóc theo nhân vật, chúng ta cười theo nhân vật, thì lúc đó chúng ta đang đắm chìm nơi đó. Vì cái lẽ đó mà khi thọ bát quan trai đó, chúng ta không có nghe nhạc, chúng ta không có xem kịch, không có xem phim. Vì những cái cảm xúc đó nó sẽ đưa chúng ta đó vào cái ba đạo sóng gió, nổi chìm để đi với nhau. Còn khi nào chúng ta định tâm lại, thì chúng ta xem quan sát để hiểu, để khám phá ra cái nội tâm của con người. Thì chừng đó đó, khi chúng ta nhìn cái vấn đề đó, chúng ta xem nó, đó là cái thiện trị. Thì cái sự tu tập trong tâm chúng ta đó, bao giờ chúng ta nhìn những cái gì diễn ra trong tâm của chúng ta, những cái trạng thái tâm đó, chúng ta người quan sát, chứ không phải cái người sống trong cái cảm xúc này, chủ động trong cảm xúc này và thọ hưởng trong cảm xúc này. Khi chúng ta làm cái điều đó, chúng ta luân hồi trong đau khổ. Còn chúng ta tách ra để chúng ta quan sát và chúng ta thoát. Chúng ta xem phim đi, xem kịch đi, rồi chúng ta sẽ thấy cái tâm nó cuốn như thế nào. Và lúc chúng ta tỉnh, chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ nhận định, chúng ta phán đoán, chúng ta học từ đó những cái bài học về đời sống. Cho nên có những người mê phim, nhưng mà có những người học từ phim những bài học rất hay. Nhưng mà không ai có thể có một cái khả năng mà để học hết tất cả những thứ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ có hai cái thái độ khi mà chúng ta thưởng thức nghệ thuật. Một cái thái độ là chúng ta đồng cảm, đồng cảm để hòa nhập vào trong đó. Đó là một thái độ. Cái thái độ thứ hai đó là chúng ta cảm nhận được nhưng chúng ta soi sáng. Cho nên khi hành thiền đó là chúng ta thấy biết, chúng ta cảm nhận được nhưng chúng ta soi sáng. Nó khác nhau ở cái chỗ đó, khác nhau ở chỗ có trí tuệ này. Vì vậy mà chúng ta cần phải học hỏi, phải tìm hiểu. Và nhớ rằng trí tuệ chúng ta đi ba cấp độ. Trí văn là chúng ta nghe pháp đây, trí tư là chúng ta ứng dụng đây, và trí tu là chúng ta hành thiền để thấy biết. Thì thấy ba cái cấp độ đó, chúng ta phải rèn luyện thì cái trí tuệ chúng ta mới được thắp sáng. Và cái trí tuệ khi nó thắp sáng rồi, nó chỉ được duy trì khi chúng ta giữ giới. Và nó càng được thêm dầu, nó thêm bớt đó, khi chúng ta hành giới. Và pháp môn thiền định cũng là tăng trưởng lên. Pháp môn thiền tuệ là để cho cái ngọn đèn càng lúc càng sáng ra.
và nó soi trong tâm của mình. Nhớ nha, đừng đi lộn, đừng dùng cái cây đèn của mình đó để mà đi soi người ta. Cái đèn đó là cái đèn ngu, không phải đèn trí tuệ. Tại sao vậy? Vì khi nó soi vậy nè, ngã mạn nó sẽ phát sanh. Soi để thấy người ta hơn mình hay bằng mình. Soi như vậy để cái lòng đố kỵ của mình phát sanh lên. Thành ra gọi là cái ngọn đèn ngu. Và cái ngọn đèn này á, tại sao nó lại gọi là ngọn đèn? Nó biết chứ, nó thấy chứ, mà tại sao nó ngu? Là bởi vì nó dùng cái sở hữu tưởng để nó thấy biết đúng. Nhưng về tâm linh, nó phủ trùm bằng ngã mạn và tật đố, cho nên nó che khuất, nó làm tắt ngấm cái ngọn đèn này. Và nó đưa người ta đi trong tâm tối và trong cái luân hồi của thoái đọa. Còn ngọn đèn trí tuệ đó, nó vẫn có cái tưởng đúng của nó. Và nó thêm cái tuệ giác nữa là nó soi trong tâm của mình. Nó thấy bên ngoài, nó soi bên trong. Thấy bên ngoài, soi bên trong. Thấy việc soi bên trong là chính như. Còn đời sống thế gian, soi bên ngoài là chính yếu. Đời sống thế gian, ngày lẫn đêm chúng ta nối kết từ bên ngoài là chánh yếu, và không có nối kết từ bên trong là chính yếu. Con nhện, nó lập thêm nhiều tao nhện, càng sống lâu chừng nào thì những cái tao nhện càng nhiều, bởi vì tao nhện này là cuộc sống của chính nó. Nhưng mà những cái tao nhện này, nó là những cái dây buộc, những cái dây ràng từng lớp một trong cái cuộc đời của nó, hết sức là khó thoát ra. Bởi vì chính nó tạo ra mà. Nó tạo ra bằng cái nghiệp cảm của nó. Nó tạo ra bằng cái mong muốn của nó. Nó tạo ra bằng cái sự gìn giữ và bám chắc của nó, để nó hưởng thụ được những cái hỷ lạc này. Và khi tất cả những cái này không vừa ý nó thì nó nhất định không chấp nhận, nó nhất định phủ nhận tất cả những chuyện này, và nó bất chấp những cái quy luật thuộc về bản thể của các pháp, đó là vô thường. Và cái phủ nhận đó thì triền miên trong cái đau khổ. Cho nên chỉ khi nào trí tuệ về tâm linh chúng ta phát sanh lên thì chúng ta thoát. Trí tuệ về tâm linh không phát sanh, không thể thoát được. Chúng ta nhớ điều đó để thấy rằng là cái việc mà chúng ta học rất là nhiều về cái hoạt động của tâm này, mà nói hoài đó không hết, nó không phải là sự nhàm chán, mà để cho chúng ta đó rõ tất cả những cái ngóc ngách, những cái hoạt động của tâm, những cái phận sự, những cái công việc mà nó phải làm. Nó xuất hiện để nó làm những cái phận sự, những cái công việc này. Và chính đó là cái hoạt động, cái diễn tiến của nó. Và chúng ta đây phải nắm bắt. Để gì đâu, nó ở trong chính cuộc đời của chúng ta. Và cái đường luân hồi mà chúng ta tiến hóa đó, chúng ta đi bằng con đường này, không phải bằng con đường thành tựu của thế gian. Con đường thành tựu của thế gian là con đường của phước thiện. Con đường soi sáng trong tâm của mình là con đường của thiện trí. Vì vậy chúng ta là người dị nhân hay người tam nhân là do mình chọn lựa. Có khi nào mình nhận thấy rằng là trong cái đời sống của mình đó, nó như một cái con chim mà nó thiếu cân bằng trong hai cánh không? Chúng ta đi về cái pháp thiện rất là nhiều. Chúng ta trải cái cuộc đời, cái tâm thức chúng ta ra cho hết tất cả những cái pháp ở bên ngoài cái thân tâm của chúng ta. Còn cái mà chúng ta quay về để thấy hoạt động của thân, hoạt động của tâm thì thỉnh thoảng mà thôi. Nó không đi vào phần chủ yếu. Thì như vậy, những gì chúng ta làm đúng, làm tốt trong pháp thế gian này chính là pháp thiện. Còn nếu chúng ta làm sai thì nó là pháp bất thiện. Còn cái thiện trí bên trong này, những cái hoạt động này đó, chúng ta sẽ tự xem xét lại coi đó là mình có được giàu có về cái thiện trí này hay không. Thành ra cái thế gian đó, người ta đi pháp thiện rất là nhiều.
Và cái đó cũng là cái tốt đẹp cho thế gian này, nhưng mà chưa đủ để đưa cái đời sống tâm linh chúng ta lên. Cho nên chư Phật ra đời là để dẫn dắt cho chúng ta đó, đi từ con đường thiện đến con đường thiện trí. Vì hiểu cái này, cho nên chúng ta phải cố gắng trong cái trí văn, cố gắng trong cái trí tư, và cố gắng trong cái trí tu. Chúng ta cái nào cũng tập tành, cái nào cũng cố gắng hết, là chúng ta đi từ cái pháp thiện qua thiện trí. Giữ giới cũng là pháp thiện. Thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy cái giá trị của cái việc mà chúng ta học, của cái việc mà chúng ta tự khuyến khích mình nên ứng dụng nè. Và cái này nó có một cái điều hay đó, là khi mà chúng ta thường xuyên chúng ta làm vậy đó, thì nó sẽ trở thành một cái tập tánh của mình. Và cái mà nó đừng đi theo mình đó, trong cái kiếp người này đó, là chúng ta có một cái khả năng thấy biết, thì giờ đây cái khả năng này nó càng lúc càng mạnh hơn. Và dần dần đó, chúng ta sẽ nghe cái tiếng nói của nó. Nên trong cái ngôn ngữ tiếng Việt mình nó có một cái từ ngữ rất là hay, mà rất là thâm sâu đó, là mỗi người đều có cái lương tâm của mình. Cái lương tâm á, lương tâm thì quý vị biết rồi, tâm là cái khả năng thấy biết đó. Còn cái lương đó, nó có nghĩa là thiện lành, nó có nghĩa là trong sáng. Trên mỗi người có cái lương tâm của mình, sống cái lương tâm của mình, theo lương tâm mình mới chính là con người. Cái nền tảng của con người là thiện và thiện trí. Còn khi mà chúng ta đi vào cái cấp đau khổ là súc sanh, Atula nhân dân, thì họ có pháp thiện này, nhưng thiện trí khó khởi sanh lại. Nó che kín rồi, che kín rồi nó mới rơi xuống những cảnh khổ đó. Bây giờ nó khó mà khởi lên đó, nhưng pháp thiện này khởi được. Và cũng chính nhờ cái pháp thiện này quân tập trong những cái thế giới đó mạnh mẽ chừng nào, thì người ta đó đủ lực để người ta có thể làm cho cái tất cả những cái che mờ về trí đây khởi sanh lên. Và như vậy ta sẽ được tái sanh làm người. Cho nên những cái vong linh cũng phải nghe kinh, nghe pháp, cũng phải làm cái điều thiện, nương vào trong chùa để làm cái điều thiện, nương vào bất cứ một cái nơi nào tùy cái tôn giáo của người đó mà hướng đến cái điều thiện, thì người ta nương vào đó, người ta tích lũy nó, để đến khi đó mà cái ngọn đèn trí tuệ người ta có thể hé cho người ta thấy một cái là người ta siêu thoát. Như chúng ta vừa rồi có nói rằng khi mà cái tâm nó làm cái nhiệm vụ sinh ra đó, thì sau đó nó làm cái phận sự là hộ kiếp, tức là nó hộ trì kiếp sống. Và sau đó nó làm chức năng tử, chức năng sanh. Thì chúng ta đó không thấy biết nó, nhưng mà nếu không có nó thì chúng ta đã không ở trong cái thai của mẹ của ta. Và cái tử thì cái lúc nó đến thì chúng ta không biết, nhưng lúc nó gần đến thì chúng ta biết, là biết rồi. Bây giờ cái hộ kiếp là cái mà nó đi theo ngày đêm trong cái đời sống chúng ta. Vậy nó ở đâu? Nó sẽ ở những lúc như thế này đi. Những lúc mà chúng ta ngồi yên mà cái tâm của chúng ta nó không có buồn, không có vui, cũng không có cái gì suy sụp cả, thì lúc đó là cái dòng hộ kiếp nó đang êm đềm trôi chảy. Hoặc là khi đó mình ngủ một cái giấc ngủ sâu mà không có mộng mị gì hết, không có chiêm bao gì hết á, thì cái lúc đó là cái hộ kiếp mình đang có mặt. Và cái hộ kiếp mình á chỉ có thể vắng mặt đó là khi nào có một cái quả gì nó phát sanh lên để nó kích thích. Cái quả này đi từ nơi cái quả mà nó thuộc về cái hoạt động của cái căn mắt, tai mũi lưỡi thân, hoặc là nó khơi được từ trong ý thì nó mới chiếu xuống đây, thì nó mới cắt cái dòng hộ kiếp này. Đây là sinh ra, đây là tử, nơi đây là hộ kiếp. Thì như chúng ta biết đó, cái sinh này nè,
nó bắt cái cảnh tử, ba cái cảnh của tận cận tử nghiệp. Và khi nó bắt cái cảnh tử này đó, nó nằm đây đây, thì á, trong cái hộ kiếp nó cũng bắt cái cảnh này, và như vậy nó chảy suốt ở đây cho đến khi nó làm phần sự tử. Và khi mà chúng ta học về đó, cái cảnh nghiệp, cảnh của nghiệp tướng và cảnh của thú tướng, thì chúng ta gộp lại chúng ta cũng thấy là chỉ là cái dòng nghiệp nó tiếp tục, nó nối tiếp trong cái đời sống tới mà thôi. Bởi vì khi mà nó bắt cái cảnh nghiệp đây thì rõ ràng là những gì chúng ta tạo tác trong ý, tạo tác trong lời nói, và tạo tác khi mà chúng ta xử lý, chúng ta ứng xử, thì nó tạo nên cái nghiệp này rồi. Và khi cái cảnh gọi là cảnh nghiệp tướng thì nó thấy những cái dấu hiệu có liên quan đến nghiệp này thì cũng đưa về nghiệp thôi. Và khi nó thấy những cái cảnh mà nó có thể đi tái sanh thì cái cảnh đi tái sanh này cũng là do cái quả nghiệp nó đi ra. Cho nên chúng ta thấy một trong ba cảnh đó nó sẽ trôi chảy suốt cái cuộc đời chúng ta. Thành ra nó phải ảnh hưởng trong tâm tính của mình, nó trôi chảy suốt luôn. Chỉ trừ khi nào một cái cảnh mới xuất hiện thì nó cắt đây, thì nó mới hình thành một cái dòng tâm thức này. Cho đến khi mà nó ngưng cái hoạt động đó rồi thì hộ kiếp lại tiếp theo. Rồi thí dụ tai nghe thì nó cắt cái nữa, rồi xong cái nhiệm vụ đó rồi thì cái hộ kiếp lại tiếp tục. Có cái gì mới xảy ra thì nó mới cắt, còn không nó cứ thế nó trôi chảy. Như vậy nơi hàng ngày trong cái đời sống nội tâm của chúng ta là chúng ta đang tiếp nối cái tiền kiếp nó có mặt trong hiện tại. Cái dòng chảy của quá khứ, của từ vô lượng kiếp, nó vẫn chảy suốt trong cái kiếp sống mới này. Chỉ khi những cái quả ở trong tiền kiếp nó hiện diện qua cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, và khi cái tâm mình tiếp nhận những cái cảnh này thì nó mới tạo tác ra cái dòng nghiệp mới, để mà nó làm cho đó hai cái phần nghiệp trắng và nghiệp đen ở trong cái kiếp sống này đó nó được tăng ở cái chỗ nào. Nó tăng ở cái phần nghiệp trắng hay nó tăng ở cái phần nghiệp đen. Khi nó tăng ở phần nghiệp trắng thì nó sẽ lấn áp cho cái này nó vào hậu trường. Còn nó phân phần nghiệp ác thì nó sẽ che ra tiếp theo đấy. Cho nên á, khi nó chảy vậy đó thì chúng ta phải nhìn ra nó. Nhìn ra nó ở chỗ là chúng ta có những cái thói quen lặp đi lặp lại. Nhưng chúng ta hiểu nghiệp là thói quen lặp đi lặp lại. Ta lặp đi lặp lại thì nó hình thành một cái thói quen. Và nó lặp lại hoài thì cái quả nó cũng lặp lại. Quả thiện nó cũng lặp lại, mà quả bất thiện cũng lặp lại. Cho nên mình không cần bám vào quả thiện, đủ phước thì nó sẽ có mặt dưới một cái dáng khác, không đủ phước thì nó ra đi. Chỉ có vậy thôi. Hiểu như vậy để không bám víu. Có cái gì hưởng cái đó, có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu thì chúng ta thoát. Còn chúng ta đòi hỏi nó, chúng ta không bằng lòng về nó, thì cái đó là mình tạo tác bằng những cái bất thiện pháp ở trong tâm của mình. Đừng tưởng là mình không đồng ý cái gì là không có tạo nghiệp. Khi không đồng ý là đã tạo những cái bất hạnh trong cái đời sống nội tâm của mình. Mình không bằng lòng vì cái gì đó, mình cứ đau đớn ở trong tâm của mình hoài. Nó ngấm ngầm ở trong tâm của mình. Có nghĩa rằng ngày lẫn đêm những cái pháp bất thiện này nó tăng trưởng lên, không làm cho pháp thiện có mặt trong đời sống. Vậy thì hãy không hài lòng đi, không vừa ý đi, và không hiểu rằng cái không hài lòng, không vừa ý của mình là một cái báo hiệu đỏ. Báo hiệu đỏ này cho biết gì? Cho biết rằng những cảnh này
là quả bất thiện của mình. Phải xử lý với quả bất thiện này để thoát ra, chứ không phải tiếp tục không hài lòng, không phải tiếp tục buồn phiền vì tại sao nó như vậy. Nó như vậy là nó như vậy, không có nghĩa tại sao cả. Một cái cúc đại đó thì nó nở lớn, mà cái cúc tiểu thì nó nở nhỏ, không có tại sao cả. Vì cái chủng tử nó là như vậy. Cái chủng tử nó là cái pháp thiện hay pháp bất thiện thì từ cái chủng tử nó có mặt. Như vậy những gì chúng ta không hài lòng đây là bởi vì những cái này khi nó trổ sanh nó không có vừa ý mình. Tại sao nó trổ sanh vừa ý người khác, nó không vừa ý mình? Tại vì những cái chủng tử mình gieo trồng là những chủng tử không tốt đẹp, cho nên giờ đây nó xuất hiện để nó cho mình thấy rằng đó mình đã gieo trồng nó. Thì bây giờ nó phải trổ sanh trong cái khu vườn của mình chứ. Tại sao nói người ta bên kia người ta trổ cái bông lớn đẹp, bên đây có chút xíu vậy nè. Không có hỏi tại sao, mà phải hỏi rằng mình đã gieo xuống cái gì. Và không ai chấp nhận cái chuyện mình gieo xuống hết. Người ta chỉ biết một điều là không đồng ý, không hài lòng, muốn nó biến đi. Và khi chúng ta nói không đồng ý, không hài lòng, có nghĩa là chúng ta đang gieo bón thêm những cái vùng phân tưới nước cho nó, để cho nó càng mọc ra nhiều hơn. Tức là lấy cái hạt giống nó gieo tiếp xuống, rắc hết trong cái khu vườn của chúng ta. Đó là luật về tâm linh mà chúng ta phải biết. Còn chúng ta không biết thì chúng ta cứ để cái tâm chúng ta ứng xử, để cho những cái thì thầm trong tâm chúng ta nó tiếp tục nó nói hoài, để cho nó làm cho cái tâm chúng ta càng lúc càng tâm tối. Rồi đến lúc nào đó thì nó bùng nổ trong cái ứng xử, nó nhìn ra. Trong khi nếu mình quan sát mình thấy nhìn rất là dễ, không có gì khó cả. Cho nên cái dòng nghiệp này nè, nó âm ỉ trong tâm chúng ta là ngày đêm. Và đặc biệt cái dòng sống mà hiện nay trong cái hiện kiếp chúng ta, nó lại bắt nguồn từ cái lúc mà chúng ta đã sắp chết đây. Chúng ta biết rõ cái điều này để ngay từ bây giờ chưa chết, chúng ta cũng phải biết rất rõ rằng giờ chết chúng ta phải ra sao. Cho nên hàng ngày mình phải tập. Nếu mình chết đi thì cái gì mình vướng nhiều nhất, hỏi mình đi. Thì từ đó mình giải thần ra. Nếu tôi phải chết đi thì cái điều tôi còn vướng dít là gì? Thì mình sẽ hỏi được cái điều vướng dít này bây giờ phải giải ra sao? Mình sẽ giải. Và khi những cái câu hỏi đó là nó bắt đầu thiện và thiện trí nó phát sanh lên để giải cái này. Thì cái giờ lâm chung khi nó xuất hiện thì thiện trí đồng thời cũng xuất hiện và ta ra đi trong thiện trí. Không có ai cứu mình hết. Pháp Phật dạy cho chúng ta hiểu biết là cái trí văn và cái trí tư là cái chúng ta phải ứng dụng. Còn chúng ta không ứng dụng thì chúng ta chỉ đi có một cái chặng đường. Cái chặng đường này đó nó tốt lúc còn mới, nhưng mà với thời gian đó nó không còn tốt nữa. Tại sao vậy? Vì tất cả những cái đời sống tâm thức của mình khi hoạt động á, là cái tưởng nó là cái camera, nó sẽ in hình lấy và nó sẽ trộn vào trong đây. Lâu ngày đó, những cái kiến thức mà nó còn đẹp đẽ, tươi rói ban đầu đó, bây giờ nó đã được pha tạp rồi. Và lâu ngày không còn nhớ đúng, không còn hiểu đúng nữa, và nó mơ mơ hồ hồ trong đó, thì cái sự ứng dụng của chúng ta có thể đưa đến sai lạc. Cho nên người ta nói văn ôn võ luyện. Cái việc chúng ta học hiểu phải ôn tập hoài, phải nhắc nhở hoài, để lúc nào nó cũng tươi tắn, nó cũng mới mẻ, thấy không? Và nó sáng, sáng choang trong cái đầu của mình á, thế ứng dụng mới tốt. Nhớ rõ ràng chính xác vậy, ứng dụng mới tốt. Còn không, mình ứng dụng lệch lạc, mình phải chịu thôi. Cái đạo Phật nhân quả rõ ràng lắm, không có đổ thừa cho ai được. Như vậy chúng ta thấy rõ nha.
Cái dòng họ kiếp này chính là tiền kiếp ngày đêm đang trôi chảy trong tâm của chúng ta. Và cái điểm nhấn mạnh nhất của nó là cái giờ lâm chung, chúng ta bắt cái cảnh nào thì khi chúng ta sanh ra trong đời này, chúng ta phải sống trong cái dòng đó. Như vậy chuẩn bị cái giờ lâm chung của mình để mình có thể đoạn. Thì sư cô có kể quý vị nghe cái chuyện đó. Một cái viên chức khi ta về hưu đó, thì ta muốn đoạn cái đó bằng cách đó, mời một người bạn của mình tới để cùng tu trong một cái thất riêng. Người ta làm cho vợ con không có thể trách người ta được, rồi bởi vì đối với cái người Miến Điện thì cái chuyện mà tu thiền là cái chuyện người ta hết sức là quan hệ. Thành ra cái người vợ và các cái đứa con đó bây giờ trở thành thí chủ, ngày đêm đi dâng cơm cho người này. Cái người thị giả giặt giúp dùng quần áo đây, đổ dùng cái giỏ rác đây, rửa dùng cái chén đây. Còn cái người này đó thì cách ly tất cả để chỉ thấy cái đề mục của mình. Và như vậy người ta ra đi với thiện trí. Còn khi chúng ta hiểu biết, không hiểu biết đó, thì cái giờ cuối nằm hoài không có chết, để chỉ chờ thấy mặt một đứa con. Rồi mới chết. Còn không chết. Có khi là chờ không được, chết rồi hai con mắt mở trừng trừng ra. Chỉ khi nào đứa con nó về vuốt mắt thì nó mới nhắm trở lại. Chúng ta có thấy sự hiểm nghèo khi chúng ta mang cái này đi trong dòng luân hồi không? Và cái nữa mà chúng ta nói vậy là tại sao cái người xuất gia theo đạo Phật lại không có được lấy chồng lấy vợ? Trong khi một linh mục muốn đứng lên cái bục giảng cho giáo dân thì phải có gia đình. Tại vì những vị đó nói rằng có gia đình mới thông cảm được những người mà có gia đình. Và như vậy mình phải sống cho mẫu mực trong cái đời sống gia đình của một mục sư. Thì vị mục sư này mới lấy cái mẫu mực đó làm cái khuôn mẫu cho giáo dân. Điều này đúng đâu có sai. Nhưng mà như vậy, tại sao những người xuất gia bên đạo Phật lại không được lấy vợ, không được lấy chồng, không được lập gia đình? Bởi vì về cái tình yêu giữa nam và nữ thì nó khởi sức mạnh nhất của nó khởi sức từ trong cái tham hỷ. Cái mạnh nhất của nó khi mà khởi đầu đó, để mà nó đưa đến cái sự gắn bó giữa đôi bên á, là nó bắt đầu từ chỗ. Và kể cả khi người ta có nhu cầu về con cái, nó cũng bắt đầu từ cái này, đầu từ cái tâm tham. Người ta muốn cái sự sống được nối dài, người ta rất là tha thiết có một đứa con. Và tất cả những cái mà ta đem đến cho đời sống của nhau đó là một cái sự hòa điệu về mặt cảm xúc cũng như về mặt cảm thọ, những cái thọ hưởng về hỷ lạc với nhau. Thành ra nó bám vào nhau. Và trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ đó, thì người này tình nguyện thuộc về người kia, và người kia tình nguyện thuộc về người này. Đó là một bước đầu tiên. Bước thứ hai đó là cái người này đó ràng buộc cái người kia thuộc về mình, và người kia cũng ràng buộc cái người này thuộc về mình. Bước đầu là tình nguyện để mà thuộc về nhau, nhưng bước thứ hai thì nó ràng rịch ra nhau. Thì quý vị thấy cái gốc của cái này nó đứng hàng đầu. Cho nên đời sống hôn nhân sẽ đem đến cái niềm vui khi thỏa mãn được những cái điều mong muốn, và ngược lại nó đưa đến đau khổ. Cho nên cái hôn nhân đó khởi đầu khi nó đến với nhau đó là có một bóng đèn không đủ soi sáng, tìm một bóng đèn thứ hai để có thể soi sáng trên cái con đường đi trên thế gian này. Cũng như một cái ghe chèo trong tâm tối mà đằng trước có cái đèn, đằng sau có cái đèn, chồng chèo vợ chống, thì cái con thuyền đời của mình đó nó mới lướt êm nhẹ trên cái dòng sông này. Nhưng khi người ta thiếu phước á,
Thì hai cái ngọn đèn này nè, nó không có ở sau lái và trước lái, nó hợp tác nhau để mà đi trên dòng đời. Nhưng mà hai cái bóng đèn nó đụng nhau và nó đập nhau bể luôn, để nó chìm trong cái tâm tối. Cho nên hôn nhân hủy hoại cái đời sống tâm linh người ta rất lớn nếu người ta không biết. Một cái sự phá sản đầu tiên là khi có hôn nhân mà phá thai, là sự phá sản đầu tiên về tâm linh của cuộc hôn nhân. Cái thứ hai nữa, do cái sự ràng buộc đó mà cái tật đố nó phát sanh lên, cho nên nó ghen, ghen hờn, ghen tức. Và nó thêm nữa là cái lận nó phát sanh lên, tức là sự ích kỷ. Chỉ muốn người đó thuộc về mình. Kể người ta có đến săn sóc cha mẹ, người ta cũng vẫn không đồng ý cái đó. Ích kỷ đến như thế. Người ta mua món ngon vật lại cho cha mẹ người ta, đó, cái lòng ghen tức ích kỷ của mình dẫn khởi sanh lên. Người này không trưởng thành, cái gì cũng mẹ, cái gì cũng cha. Chứ nếu như người đó biết đó, mà mua cho mình cái món ngon hơn và cái người cha mẹ ít hơn chút, chắc nó không nói như vậy đâu. Cho nên đừng có tưởng là cái cuộc hôn nhân sẽ thắp sáng đời mình. Nó sẽ thắp sáng đời mình khi cả hai cùng hiểu biết. Và khi cả hai không hiểu biết thì người ta sẽ đập vỡ cái ngọn đèn trí tuệ trong tâm người ta, để người ta dùi người ta xuống cái cảnh khổ. Và ta si mê như thế không có thoát ra được. Và như vậy, nếu mà người xuất gia dính vào cái này thì còn có thể tu được hay không thì quý vị đã trông thấy rõ rồi. Dính mắt vô mà. Cho nên có một câu chuyện mà quý vị đã nghe rồi, rất là kỳ thú. Nhưng mà sư cô chưa nói tới cái điểm mà cần phải nói, mà hôm nay mới nói đây. Là ông vua này trong tiền kiếp có một người bạn tu chung. Nhưng mà cả hai á, cho đến cái cút suốt trong cái đời tu, mà cho đến cái khoảng cuối đó thì nó tách làm hai nhánh. Một người nhánh đi về có con đường thiện nhiều hơn, và cái người đi vào thiện trí nhiều hơn. Thì khi mà luân hồi trở lại, cái người đi vào thiện này là làm vua, vì cái phước thiện rất lớn cho nên làm vua. Còn cái người này là một đạo sĩ. Nhưng khi người ta gặp nhau lại đó, thì người ta có một cái niềm tin đối với nhau là không có thể giải thích được. Cho nên ông vua này mới cho phép cái người bạn đạo sĩ của mình được đi đến hoàng cung bất cứ giờ nào, không cần cái thẻ, cái lệnh bài, không cần phép tắc gì, muốn đến giờ nào được. Thì khi cái ông vua này mới đi ra biên cương để mà chống giặc ngoại xâm, thì dặn hoàng hậu ở nhà, khi bạn ta là đạo sĩ đến đó, thì hoàng hậu hãy tiếp rước như ta đã tiếp rước, tức là coi đây là một cái vị khách quý chứ không có được mà lơ là. Thì khi này vị này về đến hoàng cung, thì lúc đó hoàng hậu vừa tắm xong, nằm trên cái long sàng và đắp một cái tấm quan mỏng để chờ những cái người mà coi như là phục vụ đó, những cái người mà tỳ nữ đó, người ta đến để trang điểm và mặc quần áo cho hoàng hậu. Thì vị này xuất hiện làm cho hoàng hậu giật mình, cho nên hoàng hậu đó ngồi dậy sợ thất lễ, vì bất thình lình thì cái tấm quan đó rơi xuống. Thì khi mà vị này trông thấy đó thì cái lòng phàm nổi lên, dục, cái dục là người này khởi, và khiến cho người này đó mất cái thần thông hết rồi, không còn nữa, vì cái dục vọng nó quế trượt, nó nặng quá. Thì khi cái việc đó xảy ra thì vua về, thì vua vui lòng để mà tặng cái người này cho đạo sĩ, không có cản trở gì vậy. Thì cái vị đạo sĩ này đó đành phải dẫn cái người này rời khỏi hoàng cung. Và khi này thì không có thần thông nữa, phải đi bộ. Một cái người
sống trong cái nhung lụa như thế, bây giờ phải đi bộ là một cực hình. Bây giờ khi đi bộ như vậy rồi đó, thì bây giờ đến cái lúc mà nghỉ lại đó thì ngồi nghỉ ở đâu? Nước đâu mà uống, cơm đâu mà ăn? Mà vị đạo sĩ này thì chỉ có cái rừng chứ không có cái chỗ nào hết. Đêm tối thì cái vị đạo sĩ này có thể nằm trên cỏ ngủ một giấc thoải mái. Nhưng mà cái người này là phải lót lá cho mới ngủ được. Mà lót lá mà cũng trăn trở hoài không có ngủ được. Thì cái người đạo sĩ này dần dần mới thấy rằng mỗi một ngày như vậy để đi về tới cái trú xứ mà tu tập của mình đó, thì mỗi ngày tìm cơm ở đâu ra ăn, tìm nước ở đâu mà uống, mà tắm giặt, xiêm y ở đâu mà thay đổi. Rồi như vậy đưa về tới cái chỗ mình tu tập ấy, thì hàng ngày mình uống nước suối, đi ăn trái rừng hoặc lá rừng, có khi cả tuần không có ăn. Bây giờ đưa người này về mới làm sao? Vì thấy một gánh nặng chứ? Gánh nặng cho người tu. Vì tại sao xuất gia là phải lập gia đình? Gánh nặng cho người tu. Và chưa kể đó, cái luyến ái này nó chở theo trong cái tâm. Thì như vậy đó, nó sẽ bám vô hoài. Nhưng khi mà cả hai thân ngoại mạng chung đó, đâu có ai biết chắc rằng mình sinh ra làm người nam hay người nữ, mình sinh ra là súc sanh hay loài người, hay là Atula, hay là quỷ khổ, đâu có biết. Nhưng mà cái lời hiếu hẹn với nhau đó khiến cho trong luân hồi cứ phải tìm đến nhau. Và khi người ta thiếu phước thì người ta không có gặp nhau dưới dạng con người với con người. Và đây là một người nam, đây là một người nữ. Mà có được cái văn hóa, có được cái giáo dục, có được sẵn cái phước thiện đó là nó tương đương với nhau để trở thành cái đời sống hôn nhân hòa hợp. Nếu nó giới súc sanh thì sao? Nếu nó giới người cùng giới thì sao? Cho nên là cái đường luân hồi rất là rõ nét. Và tất cả những gì ta sống, ta mang theo trong tâm, nó chảy theo trong cái dòng sở hữu, ta đi suốt kiếp. Cho nên khi mà chúng ta nhìn lên trên cái bản đồ này nè, chúng ta thấy nè, cái sở hữu thở tha này là bảy cái sở hữu biến hành này đây, bảy sở hữu biến hành này đây, là nó để chữ 121 hết đây, nó đi suốt. Trong cái luân hồi nó chảy suốt bốn cái dòng này. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, quyền, tắc ấy đi suốt luôn. Sở hữu tưởng chảy một dòng xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại và đi tiếp diễn trên đường tương lai. Người ta sẽ mang trong tâm người ta cái tâm tưởng một cái người đã đưa đến cho người ta những cái dục lạc thế gian này, cũng như những cái đau khổ trên thế gian này, và người ta vẫn tìm đến nhau do cái lực hút của ái dục, hoặc là do cái lực đẩy mà hút của cái tâm sân hận này đây. Cho nên người xuất gia là không những không lập gia đình mà còn phải cắt cái ái ở trong tâm, phải đi vì nó chảy suốt mà. Còn chưa kể nữa, trong cái luân hồi đó, có khi mình lại trở thành cái người chồng của mình, bây giờ trở thành là ông ngoại của mình, đâu có biết rồi. Và trong luân hồi đó, có khi cái bà nội mà rất thương cháu đây nè, khi mà tái sanh trở lại để trở thành vợ của cháu nội mà. Cho nên trong cái luân hồi, con đường đó là con đường loạn luân. Phải có con đường làm khổ là nghe không? Có khi tái sanh làm gà vịt trong nhà này, nó nuôi, nó thương lắm, nhưng mà tới lúc nó cũng cắt cổ, nó ăn như thường. Cho nên người xuất gia trong đạo Phật là không có lập gia đình. Tại vì thấy rõ cái con đường luân hồi nó đi như thế. Thấy rõ cái dòng tâm thức của mình nó chảy suốt, xuyên suốt trong luân hồi của mình là như thế. Không phải một sớm một chiều có thể đẩy ra được đâu. Đã nghĩ về ai, đã nhớ thương ai, đã ấp ủ ai đó, khó mà phai nhạt. Nó chỉ có thể lơi ra thôi.
Rồi cái lúc người ta nhớ lại nhau thì vẫn tươi rói như lúc ban đầu. Và cái tươi rói như lúc ban đầu chính là cái sự sống trong quá khứ vẫn tiếp diễn. Có khi người ta còn cố tình nuôi lại cái sự tươi rói đó nữa, thì ta cứ phục sinh nó hoài, ta cứ tái sinh nó hoài bằng cái hồi tưởng của mình. Như vậy làm sao? Làm sao nói cái chuyện mà chúng ta rèn luyện để mà thoát khổ? Cho nên mình thấy biết để mình hiểu rằng nó sống lại. Nó là những thước phim từ vô lượng kiếp. Mà có những đoạn nó chiếu rất rõ, có những đoạn nó mờ nhạt. Giờ đây nó cắt những cái đoạn rõ nhất, nó chiếu trong cái kiếp hiện tại. Cũng như cái giờ mà chúng ta chết đây. Giờ mà chết đây, sát na chết đây. Cái thước phim nào mà nó rõ nhất, nó sẽ chiếu lại trong cái giờ. Thước phim rõ nhất có thể là điều thiện. Thước phim rõ nhất có thể là điều bất như ý. Nó sẽ chiếu rõ lúc này. Và nó tiếp tục ở đây. Đời sống hàng ngày, quý vị có thể kiểm tra lại cái hoạt động của tâm. Mình không nhớ gì mà ngồi cái tự nhiên nó nổi lên. Tự nó nổi lên. Đúng như vậy. Cái hoạt động của tâm, cái khuynh hướng của nó là đi về quá khứ. Một cái khuynh hướng thứ hai nó đi về tương lai. Còn cái hiện tại nó có mặt chớp nhoáng mà thôi. Cho nên cái trí tuệ nó phát sinh khi mà cái tâm chúng ta chịu nhìn thấy hiện tại. Thấy hiện tại cái gì đang xảy ra. Nó ít có làm việc đó mà để đi về quá khứ. Cho nên chúng ta nhìn đây. Này chúng ta sinh ra đây. Đây là cái thời trẻ đây. Đây là cái thời già đây. Và đây là chết đây. Nói cái người trẻ đó thì họ thường có một cái dự phóng về tương lai. Cái người già thì đây là lui về cái quá khứ. Một cái quá khứ nó có thể vượt khỏi cái hiện kiếp. Mà cái quá khứ trong hiện kiếp sống như thế. Và cái kiếp ma là cái kiếp mà cái tâm người ta bị chôn vùi trong những cái quá khứ này. Và nó lặp đi lặp lại. Nó tái hồi nơi đó, lặp đi lặp lại. Cho nên tự tử mà chết, uống thuốc độc mà chết, nhảy xuống sông mà chết, thì cái đó là cái thước phim rõ nhất. Nó sẽ lặp đi lặp lại. Bởi vì nó quá sanh. Nó lặp đi lặp lại để nó chết, rồi nó lại hóa sanh, rồi lặp đi lặp lại để chết, rồi hóa sanh, lặp đi lặp lại để chết. Hàng ngàn năm chưa thoát. Hãy nhìn trong cái đời sống nội tâm mình hàng ngày để biết nó tự động trở về như thế nào. Trở về luôn luôn, nó trở về luôn luôn. Ngay cả lúc chúng ta hành thiền nó vẫn trở về. Và nó trở về, nó gọi là giống như nó tự động. Hay cái đứa nào nó mạnh nhất thì tự động nó nhảy đến thôi. Đứa nào mạnh nhất tự động nó nhảy đến thôi. Không cần đi, không cần mời gọi, không cần cố nhớ về. Nó tự động nó sẽ hiện ra. Cho nên chúng ta nên tạo đó cái nghiệp lành hay nghiệp không lành. Để khi nó trở lại, nó trạo lại bằng cái thiện hay trạo lại bằng cái bất thiện là do mình. Và cái trớ trêu nữa đó là khi mà nó trạo lại đó là lúc lại gieo trồng tiếp. Cho nên có những người nhớ lại chuyện cũ không? Có người nhớ lại chuyện cũ để mà tiếc thương hoài. Khóc tiếc thương tạo nên pháp bất thiện đấy. Chỉ có một điều thoát ra khỏi đó là khi nó tái hiện lại thì nhìn nó như xem những cái thước phim và học một bài học về tâm linh. Mà ngoài đó không có cách nào khác hơn cả. Vậy là chúng ta lướt qua về cái phần cái tục sinh
cái hộ kiếp và tử. Cái này chúng ta sẽ còn trở lại nữa. Và chúng ta cũng sẽ học về cái lộ tục sinh, cái lộ tử và những cái hoạt động của hộ kiếp trong cái lúc mà bình thường, cũng như là cái lúc mà tất cả những cái hoạt động tâm thức này diễn ra, thì cái hộ kiếp nó sẽ ở cái vai trò nào. Ở đây chúng ta lướt qua một số điểm thôi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần nữa, nó gọi là cái phần mà cũng học rồi đây. Cái phần nó nằm đây. Phần nó gọi là kháng môn đây. Kháng môn. Sư cô nói sơ qua rồi quý vị nghĩ giải lao. Kháng môn này nó theo như trong cái bản này nó chính là duy tác. Kháng môn này chia làm hai. Kháng ngũ môn và kháng ý môn. Ý môn này có hai phận sự. Phận sự thứ nhất là trong lộ ngũ. Phận sự trong lộ ngũ nó chính là cái tâm phân đoán. Còn khi mà trong lộ ý, nó chính là kháng ý môn. Và cái kháng ý môn nó nằm đây, nằm trong cái kháng ngũ môn này, nằm trong cái lộ ngũ đây. Khi mà chúng ta học cái phần mà cái lộ ngũ và lộ ý đây đó, là chúng ta đang ôn lại cái phần mà gọi là 18 tâm vô nhân này. Chúng ta ôn lại. Khi mà chúng ta học về vi diệu pháp á, thì cái phần mà sư cô giảng nhiều nhất là cái phần mà thuộc về các pháp bất thiện này. Nhưng mà cái trung tâm của cái vi diệu pháp nó nằm ở chỗ 18 tâm vô nhân. Nó nằm ở đây. Và cái 18 tâm vô nhân này á, thì sư cô đã giảng rồi. Đây là cái cơ hội để mà quý vị về tìm lại các cái tâm vô nhân này để ôn lại. Vì khi mình ôn lại đó, là mình sẽ nhớ cái căn bản đó. Thì sư cô mới bắt đầu mô tả những cái hoạt động của tâm mà nó thuộc về cái lộ ngũ hay là cái lộ ý. Cái phần mà ngày hôm nay mà nói về 14 cái phận sự này đó, là cũng chỉ là ôn lại trong những cái phần tâm vô nhân, rồi ôn lại mà lại là ôn lại một cách rất là khái quát. Và sau đó thì khi đi vào đó, từng phần một của cái hoạt động của cái này nè, thì chúng ta lại học lại nó khi nó đứng vào trong cái vị trí nào của cái tuần tự trong cái lộ trình tâm này, thì nó có cái hoạt động trong cái phạm vi mà nó có mặt, đứng ở vị trí nào thì nó lãnh cái nhiệm vụ của nó. Cũng như mình ở nhà, mình ở trong cái vị trí là con của cha mẹ, thì khác. Mình tới cơ quan, mình làm giám đốc cơ quan, nó là khác. Rồi mình về cái nhà riêng mình á, mình là chồng của vợ mình và là cha của con mình, thì mỗi một cái nơi mình có một cái vị trí và có cái phận sự, tức là có cái công việc, có cái bổn phận khác nha. Mà gộp lại tất cả những cái đó, nó thuộc về cái phận sự của mình, thuộc về cái chức năng mà mình nó là phải làm. Hay nói rõ hơn là đó là tất cả những cái hoạt động trong cái đời sống hàng ngày của mình. Bước chân về nhà với cha mẹ thì cái cách mà mình nó ứng xử với cha mẹ để mình là một đứa con. Mình đến cơ quan, cái cách mình làm việc, mình ứng xử để cho mình xứng đáng là cái người đứng đầu cái công ty này. Về nhà đối xử với vợ mình xứng đáng là người chồng. Đối với các con mình xứng đáng là người cha. Thì đó là cái chức năng, cái bổn phận, mà cũng là cái công việc, mà cũng là cái hoạt động sinh sống hàng ngày của mình. Thì khi chúng ta học về tâm, phận sự của tâm là chính chúng ta đang nói như thế. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ đó, thì chúng ta sẽ không thấy có cái sự rối loạn ở đây. Hiểu không? Vì nó, tại sao tâm mà nói nhiều quá? Thấy không? Thì tâm nó chỉ có một thôi, nhưng mà cái phận sự của nó khác nhau. Và cái lúc nó làm cái điều này á, thì trong lòng nó nghĩ cái gì, thì cái nội tâm của nó phải biến đổi. Còn tâm nó chỉ có một cái việc duy nhất á,
là nó biết cảnh, nó nhận thức được cảnh, có cái khả năng nắm bắt được, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà tùy theo phận sự, tùy theo vị trí, tùy theo cái cảm nhận, cái phản ứng trong lúc đó mà trong nội tâm của nó có thay đổi. Nội tâm của nó thay đổi có nghĩa là những cái sở hữu tâm này nó sẽ thay đổi. Và ngay cả những cái pháp mà thuộc về tở hữu tự tha này á, nó thể nhiều hay ít để nó phối hợp với nhau trong cái tâm của nó. Nó phức tạp chính là vì cái nội tâm của nó thay đổi luôn. Những cái sở hữu đi kèm của nó là nó muốn hiển lộ những cái trạng thái của nó, thành ra nó xuất hiện khi mạnh khi yếu khác nhau. Do đó mà nó trở nên đa dạng, nó trở nên phức tạp. Thành ra chúng ta nắm những cái điểm chính, và chúng ta nắm cái vai trò vị trí cũng như cái công việc của nó làm, để khi nó xuất hiện ở đâu, trong cái thời điểm nào, thì chúng ta biết nó ra sao, chúng ta biết nó muốn cái gì. Và sư cô thấy rằng cái vấn đề mà học cái di diệu pháp này đó, thì tất cả chúng ta đây đều có cái khả năng học được. Nhiều người cứ nói rằng nó khó quá, không thể hiểu được cái này. Sư cô thấy cái câu đó nó không đúng chút nào hết. Không phải là sư cô không chấp nhận một sự thật là có người hiểu nhanh, có người hiểu chậm. Cho nên chúng ta đừng nói rằng mình không có khả năng hiểu, mà mình chỉ có thể nói là mình hiểu nhanh hay là hiểu chậm mà thôi. Nhanh chậm là do phước báo, chứ không có là mình không có khả năng hiểu biết. Hai cái điều này quý vị đánh giá khác nha. Quý vị nói khó quá, tôi không hiểu được, tôi không có khả năng. Chuyện đó là cái đánh giá sai và làm chặn cái con đường tiến hóa của mình. Mình có khả năng hiểu được, nhưng cái khả năng chậm hay khả năng nhanh. Và cái câu đó nó sẽ xác định nè, cái khả năng nhanh là do phước trí của mình nhiều. Khả năng chậm là do cái phước thiện của mình nhiều hơn cái phước trí. Còn cái mà thấy nó là chạy liền đó, thì cái đó là cả cái phước thiện và cái phước trí của mình yếu, nhưng mà cái phạm giới là rất nhiều. Cho nên khả năng biết là cái khả năng có được. Tại sao vậy? Vì nó là sinh hoạt ngay chính trong tâm mình, chứ đâu có khác nhau. Nó không phải là những cái điều nó nằm trong cái sách vở, mà chính là nó từ trong cái hoạt động của tâm mình nó được ghi trong sách vở. Thì cái sách vở thì để mô tả đầy đủ hơn. Còn cái hoạt động tâm của mình thấy nó từng lúc từng khi. Nhưng mà biết chắc chắn rằng mỗi người đều có một cái khả năng có thể biết về tâm mình. Và quý vị khi mà biết về tâm mình đó, quý vị sẽ thấy những cái điều sư cô giải thích là phù hợp. Thí dụ như bây giờ mình đang binh vực cho cái người mình thương nhất, thì thoáng một cái mình thấy mình cũng có thiên vị một chút đây. Thì thấy rõ chứ, nhưng mà bỏ qua không thèm suy nghĩ tới nữa, để cho nó đi theo cái cảm thọ của mình, nó đi theo đó cái thích của mình, cái sở thích của mình mà mình đã thấy rõ nó lệch lạc rồi, mình vẫn đi theo. Cho nên cái khả năng mà mình có thể nhận ra được là ai cũng có khả năng, nhưng có người nhanh, có người chậm. Có người bị che khuất đến độ thấy nó là đẩy ra. Là do cái phước thiện và phước thiện trí. Chứ không có phải là mình không có khả năng. Hiểu như vậy để mình tâm nguyện. Mình nghe được, mình soi cái tâm mình, Vì diệu pháp ở trong cái hoạt động của thân và tâm. Thân và tâm của mình chính là một cái cuốn sách. Nó đã ghi đầy đủ hoạt động thân và tâm mình hằng ngày, suốt ngày đêm. Nhưng mình giống như một cái người không biết sử dụng computer, cho nên tất cả những dữ liệu trong computer đó mình bấm vô hoài mà không mở được cái dữ liệu như ý muốn. Còn khi mà chúng ta biết cách rồi đó, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nó, và chúng ta mở những cái dữ liệu ra chúng ta đọc. Thì vậy di diệu pháp có trong cái hoạt động thân và tâm mình. Còn đọc được hay không á, là mình phải học cái cách. Phải biết cái cách và phải có kiên nhẫn, và chắc chắn là mình sẽ mở được cái kho báu này đây, chứ không có thể nào khác hơn cả. Chúng ta trở lại là
Như vậy cái những cái hoạt động của tâm mà nãy giờ chúng ta đang nói tới các cái phận sự của nó đó, thì đây là một cái phận sự mà ôn lại đó, phận sự nó nằm ở kháng môn. Và trong cái tâm duy tác đó, xin lỗi, trong cái tâm 10-18 cái tâm vô nhân này, nó có ba cái tâm duy tác nè, nó gọi là kháng ngũ môn, kháng ý môn và duy và ứng cúng vi tiếu. Duy tác vô nhân thì nó có ba. Và nó kháng ý môn. Ở đây nó có ứng cúng vi tiếu. Cái ứng cúng vi tiếu này chúng ta chưa có học tới, ta chỉ nói biết hiểu rằng đây là cái tâm mà của một cái vị Phật mà còn nhục thân ở tại thế gian này, mỗi lần cười thì sử dụng cái tâm ứng cúng vi tiếu để cười. Thì chúng ta biết ba cái tâm duy tác đó. Thì thông thường khi mà nói đến cái tâm duy tác, duy có nghĩa là chỉ, mà tác có nghĩa là hành động, là tạo tác. Tức là cái tâm này đó, là nó có hành động, nó có tạo tác, nhưng không trổ quả. Nó không có quả, nó chỉ hành động suông mà thôi, không trổ quả. Một vị Phật khi mà còn cái nhục thân ở trên thế gian này đó thì vẫn ứng xử, nhưng mà tất cả những cái ứng xử, kể cả cái suy nghĩ, cái lời nói và cách ứng xử đều không có còn tạo nghiệp thiện hay bất thiện nữa. Nhưng mà dĩ nhiên tất cả những gì mà khởi lên trong ý, trong khẩu, trong ứng xử của một vị Phật đều là thiện cả, nhưng cái thiện này nó nằm trong duy tác, nó không đưa đến luân hồi. Còn khi mà mình chưa có thành Phật á, thì tất cả những điều thiện của mình đều còn luân hồi hết. Không thể nào mà nói là kết thúc của luân hồi. Thành ra cái duy tác là cái mà cái tâm khi mà nó hành động, nó tạo tác á, thì nó không có trổ quả. Nó không có cho cái quả nào hết, cho nó không đưa đến luân hồi. Thì chúng ta đây đó là cái người mà còn luân hồi, nhưng mà chúng ta có hai cái tâm duy tác là kháng ngũ môn và kháng ý môn. Thì cái này không có đặt vấn đề luân hồi là không luân hồi, mà cái tâm duy tác này đó là tức là cái việc này là việc nó phải làm, còn nó không có tạo gì cả. Tức là thí dụ bây giờ cái cửa này mình cài một cái chế độ tự động, thì cái người ta bước đến cái vị trí mà cách nó một thước ở trong, cách nó một thước phía bên ngoài, thì nó tự động nó mở cửa ra thôi. Nó không có vui, nó cũng không có buồn, nó cũng không có thiên vị ai hết. Không phải người đó mặc đồ đẹp mà nó mở cửa ra, người đó mặc đồ không đẹp mà nó không mở cửa ra. Cũng phải người này ăn cắp thì nó không mở cửa, người đàng hoàng nó mới mở cửa. Không phải vậy, tức là nó đúng cái từ trường của nó ở một cái vị trí nhất định nào đó, thì cái công việc của nó là tự động mở ra. Thì cái này, cái kháng ngũ môn, kháng ý môn á, thì nó làm việc như thế, nó tự động mà nó làm hoàn toàn, nó không tạo tác, cho nên gọi nó là duy tác, chứ nó không phải là tâm của Phật. Nghe hiểu này chưa? Đó là hai cái tâm duy tác mà người thế gian chúng ta có được, nhưng không phải đó là tâm Phật. Và hai cái này là kháng ngũ môn và kháng ý môn nè, kháng ngũ môn và kháng ý môn á, nó gọi chung một cái từ của nó là chúng ta đang học về kháng môn. Cái chữ kháng này nó còn dùng một cái từ nữa là hướng. Cho nên người ta còn gọi là hướng ngũ môn hay là hướng ý môn. Vậy người ta sẽ nói là kháng ngũ môn, kháng ý môn, hay là hướng ngũ môn, hướng ý môn. Cái ngũ môn này á, chữ môn này là cửa, học rồi. Ngũ này là năm, đây là năm cửa. Năm cửa bởi vì á, nó có năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm căn. Thì năm căn này á, nó sẽ có năm môn.
Cái môn này đó, nó có cái nhiệm vụ á là nó mở cửa để nó đưa những cái cảnh này vào trong, đưa cảnh nào vào trong. Và khi đó mắt này nè, nó mở cái cửa ra để nó tiếp nhận cái cảnh này, thì hai bên nó có cái xúc, tức là nó có cái giao lưu, nó có cái trao đổi với nhau. Đến một cái mức độ nào đó, nó gọi được cái sự giao lưu này đúng mức, thì là cái thức này nó có phát sanh. Cái thức này phát sanh, nó sẽ tạo nên một cái dòng tâm thức. Thì cái khi đó đó, cái chỗ các cái môn này nè, cái căn này nè, nó sẽ chuyển qua thành vật. Tức là nó sẽ có nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, vân vân, trở thành vật. Sư cô nhắc lại lần nữa, khi mà các cái căn chúng ta ở trong một cái trạng thái không có hoạt động, tức là trạng thái tỉnh của nó, thì gọi là các căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là căn, ý là căn. Cái khi mà bắt đầu những cái đối tượng nó xuất hiện thì làm cho những cái này nó mở cửa ra. Giống như bây giờ cái cửa này là cái cửa chánh của cái nhà, thì nó là cái cửa thôi, nó ở trong cái trạng thái là nó tỉnh, cho nên nó có mặt để người ta thấy nó là cái cửa. Nhưng mà khi cái người hay con chó nó xuất hiện chỗ này đúng cái vị trí của nó, thì nó tự mở cửa ra, thì khi đó nó thành cái môn, tức là cửa này mở ra để nó có thể tiếp nhận từ bên ngoài vô, cho nên gọi là môn. Nhưng mà khi thành một cái luồng hoạt động không có ngưng nghỉ như thế này đó, thì khi đó nó thành vật. Tức là cái nơi mà cái hệ thần kinh nó bắt đầu nó rung động lên và nó hoạt động, nó chở theo cái dòng cảm xúc suy nghĩ của mình đó, thì nó sẽ trở thành vật. Cho nên nó sẽ nơi đây nó gọi là cái vật này, nó sẽ gọi là nhãn vật, cái nhĩ vật này nó làm cái trú xứ hay làm cái trú căn để cho cái hoạt động về tâm mà nó di chuyển trên cái hệ thần kinh đó, nó đang diễn ra. Chứ còn bình thường thì cái hệ thần kinh nó chỉ là cái vật chất thôi. Nhưng mà khi bắt đầu có một cái suy nghĩ, có một dòng cảm xúc khởi lên, thì nó làm cho rung động cái hệ thần kinh mà. Cái hệ thần kinh này đang hoạt động. Hoạt động ở vùng ở tai á, thì nó sẽ gọi là nhĩ vật. Mà khi mình dùng chữ vật thì chúng ta biết là nó đang hoạt động. Môn thì đang mở cửa ra. Còn nếu không nó là căn. Rõ ba cái từ này rồi ha, đây chỉ là ôn lại thôi. Như vậy chúng ta thấy đó là năm căn nó sẽ có năm môn và có năm vật, đúng vậy không? Đúng không? Thì vậy là ngũ môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm. Thì năm cái căn này nó mở cửa ra thì gọi là năm môn. Và khi năm cái môn này đó mà cái hệ thần kinh của nó chuyên chở cái dòng suy nghĩ chúng ta, hay là nói rõ hơn là nó chuyên chở cái hoạt động của tâm, thì nó trở thành là năm vật. Rõ ha? Rõ mấy cái từ ngữ này. Thì đó là cái lộ ngũ, nó hình thành nên cái lộ ngũ này. Bây giờ nó có một cái lộ thứ hai, nó gọi là cái lộ ý. Đây, lộ ý. Cái lộ ý đó thì nó không có dùng cái kháng ngũ môn này đó để mà nó tạo ra một cái dòng hoạt động của tâm thức là cả cái tổng quát đây, mà nó sẽ là ý môn. Thì ý môn nó sẽ nằm ở chỗ này để nó tạo ra. Cái gì, cái lộ ý á, nó phát sinh nó không có cái phần trước đó, mà nó chỉ có cái phần chỗ này. Thì cái này phân đoán thì ở đây nó gọi là ý môn chỗ này, hoặc nó gọi là kháng ý môn, nó gọi là ý môn hướng tâm. Đó là những cái từ ngữ đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái phân đoán này nó mở ra một cái lộ, nó gọi là cái lộ cho cái ngũ môn này. Thì ngũ ngôn là nó sẽ bắt đầu cái dòng tâm thức và nó cho nó đến đây, thì cái phân đoán này nó mở cửa cho cái hoạt động của cái lộ ngũ. Còn cái ý môn thì nó không có cái phần trước, mà nó xuất hiện ngay vị trí này, thì nó mở ra cái lộ ý đây. Và như vậy á, thì chúng ta thấy vậy, cái ý môn này nó chia làm hai đây.
Khi mà nó nằm ở nơi cái lỗ ngủ thì cái tên của nó là phân đoán. Còn khi mà nó nằm nơi cái lỗ ý thì nó gọi là kháng ý môn. Cái kháng ngũ môn này đó là nó khởi đầu cho một cái lỗ ngủ, nhưng mà nó chính thức nó mở ra cái hoạt động của lỗ ngủ ấy, nó nằm trong cái phân đoán này, tức là nó lại ở trong cái phần của cái ý môn. Và cái lỗ ý thì nó chỗ này nó không gọi là phân đoán mà nó gọi là cái tâm kháng ý môn nằm đây. Vậy kháng ý môn với phân đoán là một, hai cái đó là một, nó không phải là hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nha. Ý môn đây, ý môn là gì đây, nó là tâm gì đây? Nó chính là 19 tâm tục sinh. Nhưng mà mình sinh ra đâu phải mình sinh lần với 19 tâm tục sinh, mà mình chỉ có 1 trên 19 thôi. Như vậy cái kháng ý môn nó là 1 trong 19 tâm tục sinh, hay 19 tâm tục sinh đều có khả năng nó là ý môn cả. Và bây giờ đây chúng ta sẽ nhìn một chuyện nữa, là khi mà nó là tục sinh thì sau tục sinh rồi nó sẽ trở thành hổ kiếp. Trở thành hổ kiếp. Như vậy khi mà chúng ta sinh ra, cái sát na sinh này tục sinh hết rồi, cái tiếp theo đây đó toàn là hổ kiếp không. Như vậy chúng ta thấy để bắt đầu một cái tạo tác, một cái dòng nghiệp mới, thì đó tất cả nó phải do cái phân đoán này nó khởi đầu cái lộ ngủ. Thì cái phân đoán này nè, nó nối vào trong cái dòng hộ kiếp này đây. Bởi vì đây chính là ý môn của nó. Thấy rõ chưa? Khi một lộ ý khởi sanh thì nó cũng đi vào trong cái ý môn của nó là hộ kiếp. Vì vậy trước khi chúng ta tạo tác cái gì, chúng ta đều có hợp tác cái dòng nghiệp của quá khứ, của tiền kiếp. Khi người ta trúng vé số, người ta nói người ta được đổi đời. Bây giờ có thể là mình đang không có cái nhà đây, bây giờ mình có cái nhà do trúng vé số. Mình không có cái xe đây, tự nhiên mình có cái xe. Đang thiếu ăn đây, có thể ăn đầy đủ, người ta nói là đổi đời. Giờ nói thêm tâm linh á, thì cái đó là mình coi như mình được cái phước về vật chất. Chứ về tâm linh chưa biết ạ. Chưa biết cái đồng tiền đó nó mang lại an vui hay mang lại sự bất hạnh là chưa biết. Nhưng mà trước mắt những vấn đề vật chất nó có thể giải quyết được. Còn nó ở lại bao lâu chưa biết được. Mà nó gây nên cái tác hại như thế nào chưa biết được. Hoặc là nó đem lại một cái sự phát triển như thế nào chưa biết được. Chưa biết được rồi tại sao vậy? Là tại vì do cái tâm ý của người sử dụng và đón nhận nó như thế nào, xử lý nó như thế nào, thì nó sẽ ra như thế. Những cái gì mà chúng ta ngỡ ra từ nơi những cái kiếp xa xăm đó chúng ta đã quên rồi đó, thì bây giờ nó vẫn hiện diện trong cái đời sống chúng ta mới mẻ. Nó tươi rói rói, nó nằm ở nơi cái hộ kiếp này. Rồi bao giờ trước khi đó chúng ta tạo tác một cái động tốc này là cái tâm tạo nghiệp sở hữu tư mà nó hoạt động mạnh mẽ ở đây á, là bao giờ nó cũng nối với lại cái trong cái hộ kiếp cả. Mà nối lại cái hộ kiếp có nghĩa là nối trong dòng nghiệp chảy từ vô lượng kiếp tới nay, và nó in hình nơi cái tập khí tốt và tập khí xấu của mình. In hình trong cái tánh cách của mình, cho nên rất khó đổi thời. Và cái đổi đời đích thực của một người hành giả tu tập á, mà khi một cái người mà người ta gọi là giống như là siêu thế đó, ở vào siêu thế mà đắc đạo quả rồi đó,
thì cái người đó mới cắt đứt cái chủng tộc phàm phu được. Còn không dễ gì một sớm một chiều mà chúng ta có thể cắt đứt cái chủng tộc phàm phu đó. Vì cái tập khí nó quá là sâu nặng, mình khó thoát ra được lắm. Tất cả những cái ứng xử của mình trong cái hiện tại đều nằm trong dòng nghiệp quá khứ để chi phối. Mình không biết, mình cứ luôn luôn nói rằng đó là tình cảm của tôi, đó là cảm xúc của tôi, đó là quan niệm của tôi, đó là ý thích của tôi, đó là ý kiến của tôi, đó là sự quyết định của tôi. Tất cả sự đa dạng đó nó đều nằm vào một cái vị trí duy nhất, đó là nghiệp của tôi. Nghiệp của tôi đã hình thành ở cái tính cách của tôi, trong cái tâm tính của tôi, con người của tôi, cá tính của tôi, nó chính là như vậy. Cá tính đó chính là nghiệp, cho nên rất khó thay đổi. Mà cái tu làm sao sửa đổi cái cá tính đó cho nó đừng có quá thiên lệch. Mà cái chữ đừng quá thiên lệch này á, nó có một cái biểu cảm không tốt, tức là nó nghiêng về cái xấu nhiều quá. Cho nên nghiêng về cái tốt không cần phải điều chỉnh. Điều chỉnh là bởi vì nó thiên lệch về cái xấu nhiều quá, nó đưa đến cái quá khích. Vì cái tập khí của mình quá mạnh, cho nên có những người cái ngã của họ lớn, rất là khó thay đổi. Và đừng có tưởng trẻ con không có cái ngã. Sư cô gặp một cái cháu đó, nó mới học lớp 7 thôi. Vì khi nó ở Việt Nam nó học lớp 7 thì nó cũng học sinh khá, chưa phải là học sinh giỏi. Nên khi nó qua đó, nó tiếp nhận một cái chương trình ở bên Mỹ đó, thì cái cách mà người ta dạy về các cái môn ở bên trong thì nó thấp so với Việt Nam. Ở Việt Nam mình thì nhồi nhét nhiều quá. Thì cái lúc đầu nó nghĩ vậy, bên Mỹ là cái gì ghê gớm lắm, và học sinh Mỹ là phải giỏi lắm, phải thế này, nó hình dung trong cái đầu nó. Nó được cái phước là mẹ nó cho nó học tiếng Anh, cho nên là về mặt ngôn ngữ thì nó không có bị trở ngại nhiều. Trở ngại là nó nằm trong phạm vi cho phép của nó, tức là nó có thể từ từ tiếng Anh nó bổ sung, nhưng mà các môn học thì nó nghe được. Thì khi nó khám phá ra rằng những cái điều mà thầy cô nó dạy trong trường là nó biết hết rồi, trong khi mấy người bạn Mỹ của nó thì phải cố gắng phải học, thì lập tức cái bệnh ngã mạng nó khởi sanh lên. Nó về tới nhà, mẹ nó nói sao bài nó không học rồi. Nó nói cái đó để mấy Mỹ con học. Ý nói á là mấy cái thằng đó mới học, còn nó là không học, nó biết hết rồi. Thì thật sự là nó có biết hết rồi, nhưng mà từ cái chỗ đó gì thấy không, nó sinh ra rất là ngã mạn. Là sư cô cũng nói với má nó đó, coi chừng cái này là cái nút chặn trên cái bước tiến của nó, vì nó ngã mạn. Phải giải thích, phải tìm cách giải thích cho nó tại sao ở đây đó một cái chương trình lớp 7 như lớp 7 bên này nó lại đi như vậy. Vì mỗi một cái nền giáo dục người ta có một cái chủ đích để người ta hướng tới. Bây giờ phải nói theo cái chuyện dân gian của mình nữa, chắc có lẽ nó dễ hiểu hơn. Người ta nói có hai cái ông nông dân đó là mới đi cấy lúa đó. Được cấy xong rồi thì ngày ngày ra mới chăm nôm để coi cái mạ mình lên thế nào. Thì cái ông bên đây nhìn cũng thấy cái ruộng mạ bên kia nó lên phơi phới à, do cái giống lúa nó cao lớn mà. Còn cái lúa ổng sao lên chậm, cái ông nhanh nới nó lên một chút. Mỗi sáng mình ra mình cố gắng mình nới lên một chút, giống như nhón cái chân lên cho nó cao một chút vậy đó. Vài bữa sau nó chết ngắt. Cho nên là cái nhồi nhét mà học hành của học trò của mình trong cái nền giáo dục hiện tại của mình á, nó là cái kiểu mà nó cứ nhổ lên chút, rồi cộng với cái lòng tham lam và đầy tham vọng của cha mẹ nó, là muốn con mình là thần đồng thôi. Cho nên là học võ, rồi học vẽ, rồi học nhạc,
Không có thiếu một cái thứ gì trên đời đó, mà cái thứ gì cũng muốn giỏi nhất đó. Và cái gì cũng muốn thêm vào hết đó. Không biết uống thuốc thì vừa đủ thì nó hết bệnh, mà quá liều thì nó chết. Không biết vậy cứ nhóm nó lên, nhóm lên. Để rồi đó, khi nó hết cái cấp 3 rồi nó vô đại học á, nó thành học sinh cấp 4. Nó không phải là sinh viên trường đại học. Nó chỉ biết học trong cái phạm vi mà người ta nói cho nó biết mà thôi. Còn tự nó, để nó mở ra trong cái học hành của nó một cách thích thú, một cách hứng khởi, thì nó không có được cái đó. Cho nên nó sẽ bị thui chột. Cái nền của nó ở dưới lớn, nhưng mà lên trên nó thui chột. Cho nên là đi đến một cái chặng đường mà để phát triển cái sáng tạo, nó bị hạn chế trở lại. Còn ở đây nó thông thả, nó nhịp nhàng. Nó để cho cái đứa trẻ được phát triển theo cái khuynh hướng đó. Nó có hơi tự do một chút, có hơi lo lắng một chút, bởi vì mình không biết rồi nó sẽ làm cái trò gì đây, mà bây giờ trước mắt là thấy không có được cái gì cả, thấy không? Hoặc là nó mơ mơ màng màng vậy đó. Nhưng mà nó sẽ kích thích được cái sự sáng tạo của nó. Mình thí dụ như sau khi mà xong lớp 12 rồi đó ha, nó mệt mỏi rồi, bây giờ còn học thi là ngày đêm học trối chết để mà vô được cái đại học nó mới yên tâm. Còn trong khi sư cô gặp một số em á, nó học xong lớp 12 nước ngoài rồi á, là sắp gói đi du lịch. Mà đi du lịch bằng tiền của nó. Tức là nó chấp nhận nghỉ một năm. Nó thi xong rồi là đi đàn nó kiếm tiền. Đi lao động vậy đó để kiếm tiền. Rồi lấy cái tiền để đi du lịch. Thì sư cô có hỏi nhiều em, mấy em sư cô gặp con trai cũng có, con gái có. Sư cô hỏi tại sao mấy em không có thi vào đại học ngay mà lại phải đi như thế này. Nó nói cái đại học sớm muộn gì mình cũng vô được hết. Nhưng bây giờ mình phải đi như vậy để mình xem mình học ra cái đại học rồi cái gì thích ứng với mình. Cho nên mình phải có một cái thời gian mình đi và mình sống như thế. Thì mình mới biết cái gì thích ứng với mình, sau đó mình quay trở về mình chọn lựa. Nó có một cái nhịp nghỉ và có một cái nhịp để mà nó nối vào trong cái đời sống. Nó lấy cái sinh khí từ trong đời sống để nó đi vào trong cái sự học nó. Thì nó có một cái niềm hứng khởi. Còn mình là đi con đường hàng lâm. Tức là những gì trong sách vở người ta đọc thì ráng mà học mà nhồi nhét cho giữ. Nhưng đến khi nó cần sáng tạo thì nó bị chông chên. Và cái số người mà thành tựu do con đường hàng lâm đó thì bằng cấp thì rất nhiều. Nhưng mà để cái thực tế mà khi ra làm việc đó thì con số mà làm việc giỏi hiếm. Nhưng mà lấy bằng cấp thì nhiều. Thành ra mỗi thứ nó có một cái. Mình phải cố gắng mình giáo dục thì mình mới làm cho cái ngã mạn của nó bớt lại. Vì đó mình cũng vậy. Vì cái ngã mạn là cái bệnh mà khi đắc quả là hắn nó mới hết. Cho nên không phải mình nói cái đứa nhỏ đó, mà mình nói là cái bệnh ngã mạn đó nó có mặt trong khắp mọi nơi và có điều kiện nó phát sanh lên. Quý vị thấy không? Trước khi nó đi á thì nó cứ lo là nó không có bắt kịp được. Vì nó có tự tin một chút. Nó thấy người ta ca ngợi Mỹ quá, nó hơi tự tin một chút. Nhưng mà khi nó qua với nó được rồi, nó thích hợp được rồi thì nó lại trở thành là tự tôn. Cũng là một cái ngã mạn mà thôi. Thì mình cũng y chang là cái luật đó nó cũng áp dụng, nhưng mà nó áp dụng cho mình trong những cái chuyện khác, chứ không phải là chỉ có chuyện đó thôi. Thì mình sẽ thấy cái bệnh đó, nó có cái điều kiện là nó phát sinh lại. Và cái này nó vẫn nằm trong cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp của mình, chứ không hề nó chỉ có trong kiếp này mà thôi. Cho nên phải đọc được tất cả những gì mình suy nghĩ, những gì mình nói năng, những gì mình ứng xử, nó không đi ra ngoài tính cách của mình. Mà tính cách là thói quen, mà thói quen là nghiệp, mà nghiệp thì hình thành nên cá tánh. Cá tánh là tập khí. Tập khí tốt và cặp khí sâu. Vậy tại sao mình không tu được chứ? Tại sao mình không thấy biết được chứ? Thấy biết được và sửa đổi được. Chứ không phải nói là không có, không thể. Chỉ có vấn đề mình nhận thức ra được hay không. Nhận thức ra được thì chúng ta làm được. Không nhận thức được thì chưa làm được. Có vậy thôi. Bây giờ như vậy chúng ta thấy đó. Là cái chỗ, cái kháng ý môn này.
nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nó làm khởi sinh lên một cái dòng tâm thức, mà cái đoạn của động tốc là cái đoạn quan trọng nhất, bởi vì đây là cái đoạn mà nó tạo nghiệp. Và khi nó tạo nghiệp thì chúng ta nói rằng nó chính là cái hoạt động của sở hữu tư, xúc thọ tưởng tư, sở hữu tư nằm đây. À, hoạt động của sở hữu tư. Bởi vì trong cái ví dụ pháp vẫn nói rằng là 52 cái tâm sở này, trừ cái tưởng uẩn thọ tưởng ra là bởi vì nó nổi bật nhất, thì 52 cái còn lại nó chính là hành uẩn, tức là tạo tác, tạo nên cái nghiệp. Nhưng mà trong đó đó, chỉ huy trưởng tối cao của nó là sở hữu tư. Thành ra cái tâm động tốc này nè, thì nếu mà tâm nào khởi lên thì nó có cái số sở hữu của nó. Ở đây chúng ta thấy ví dụ như tâm tham nè, nó có 19 nè, nó có 21 nè, vân vân. Thì cái con số đó là con số của sở hữu tâm. Nhưng mà khi nói tới động tốc thì người ta chỉ nói đến sở hữu tư, vì người ta nói đến thủ lãnh của 21 hoặc là 19 cái sở hữu tâm đó. Và chính nó là thủ lãnh, nó là tạo tác. Thì khi cái tâm này khởi lên này, nhớ nha, chúng ta để hiểu cái cách nói vi diệu đó, là khi mình nói nè, mình nói cái người này tạo cái ác nghiệp, người này giết người là tạo cái ác nghiệp, người này tên là A, người A này tạo ác nghiệp, người A tạo ác nghiệp. Đó là chúng ta nói theo tục đế để cho dễ hiểu, bởi vì chính cái ông A này, ông giết người cho nên ông tạo nên cái ác nghiệp. Nhưng mà nói về pháp chân đế, nói về tâm, thì cái ác nghiệp nó thở ra đó là khi nào cái động tốc này nó thuộc về sân, mà nó là sân ác, tức là cái đỉnh cao nhất của cái sân nó tạo ra. Thì thấy không? Thì khi mà cái tâm sân mà nó ở cái cấp độ thứ ba của nó có sân nè, rồi sân độc, rồi sân ác nó nằm đây. Cái sân ác nằm đây thì nó tạo ta. Thì như vậy đó, cái người mà chỉ huy trưởng để cho cái sân ác này nó có thể tạo ra cái hành động, mà cái thân người này á, cầm dao đi giết chết cái người kia, thì cái sân ác này nó tạo tác, mà cái chỉ huy trưởng của nó là sở hữu tư. Cho nên mới nói là không có kẻ giết người, mà chỉ có sở hữu tư tạo cái ác nghiệp giết người mà thôi. Quý hiểu chưa? Không có người tạo nghiệp, chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp mà thôi. Tại sao vậy? Là vì cái sân ác này á, nó khởi lên á, nơi cái bà C, thì bà C này cũng giết người như cái ông A mà thôi. Cho nên cái thủ phạm giết người chính là sở hữu tư trong sân ác, chứ không phải ông A hay bà B. Ông A hay bà B đó là chỉ là cái người thừa hành cho cái sân ác này, mà chỉ quy trưởng nó là sở hữu tư mà thôi. Nói như vậy để làm gì? Để cho thấy rằng là chúng ta đây đó, không có coi đó, bất cứ cái tâm gì khởi lên nơi ta chính là ta cả. Hiểu không? Nó tâm sân khởi lên thì gọi nó là tâm sân, mà tâm tham gọi lên là tâm tham, tâm thiện gọi lên là nói là tâm thiện, chứ không có nói tôi ở trong đó. Ý rõ cái này chưa? Thì mới sửa được. Còn nếu không, chúng ta sẽ kết hợp cho nó làm một, và chúng ta tự nguyện sát nhập nó làm một. Tôi nói tôi giận quá cho nên tôi mới đập chết nó. Tôi rõ rồi. Tôi giận quá cho nên mới đập chết nó. Còn nếu người này nói, sao mà nó sân dữ quá vậy? Cái sân này nó mà cái sân này nó suối mình, nó đập chết cái đối tượng này rồi. Thì khi mình thấy là cái sân này nó khởi lên nhiều quá, nó có cái khả năng nó sẽ giết đấy, nó sẽ tạo tác cái này đó, thì đâu có dám giết. Hiểu không? Nhưng mà nói là tôi giận quá, không thể làm khác hơn, giận quá không thể làm khác hơn, là cái đó nó sẽ tạo tác. Vì nó có hiệp lực với nhau. Còn này khi mình trông thấy là nó tách trở ra. Cho nên là trong giáo pháp mới nói rằng không có người tạo nghiệp, mà chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp mà thôi. Và sở hữu tư tạo nghiệp này đó là nó nằm trong cái tâm động tốc. Và đây,
Như hồi sáng, hồi nãy đó, trước đó sư cô có nói này, cái tâm phân đoán này đó, là nó là phân tích và phán đoán. Khi nó phân tích và nó phán đoán như vậy đó, nó phân tích và nó phán đoán như vậy, nó mới đưa đến một cái quyết định hay một cái sự xác định rằng đó, là nó sẽ phải ứng xử như thế nào. Thì khi đó động tốc xảy ra. Thì khi mà khi chúng ta học về cái kháng môn á, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà cái cánh cửa của các căn này mở ra đó, thì nó sẽ khởi đầu cho một cái dòng hoạt động thuộc về tâm mà nó có liên quan đến năm căn. Còn khi nào cái ý môn nó khởi sanh lên đây, nó không cần cái đoạn phía trước này, thì như vậy cái khởi đầu của nó không nằm ở chỗ kháng ngữ môn đây, mà nó nằm ngay cái chỗ phân đoán đây. Thì nó xuất hiện tại đây, nó không có cái phần trước. Khi nó xuất hiện tại đây thì liền nó tạo tác liền. Thì chúng ta sẽ thấy gì? Mặc đầu, mặc dầu là cái kháng ngũ môn này, nó chính là mở đầu cho cái lộ ngũ, nhưng nó còn một cái khoảng xa lắm. Mà mở đầu của nó chính là phân đoán. Mà phân đoán nó lại chính là ý môn. Thì thấy không? Chính là vẫn nằm trong hậu kiếp. Như vậy cái hoạt động của lộ ngũ hay hoạt động của lộ ý, rồi cuối cùng nó cũng phải nối lại từ trong hậu kiếp mà thôi. Và như lúc nãy đó sư cô có nói là nó sẽ nối lại như thế này. Cái phần thiện thì cái phần không thiện. Thì bắt đầu từ đây cái quyết định này nè, nó sẽ nối lại trong cái hậu kiếp này. Để từ đây á, nếu mà nó như lý tác ý thì cái động tốc này thiện. Mà nếu nó phi như ý thì động tốc này bất thiện. Cho nên á, cùng một sự việc, cùng một cái cảnh mà nơi mỗi người khởi lên khác nhau. Ví dụ như bây giờ, ở trong vườn mình có một cái buồng chuối chín. Thì cái có người trong nhà, có người nói rằng đốn cái buồng chuối chín này á, đem vô chùa cúng hai nãy cúng lên bàn thờ Phật, một bàn nãy nữa thì cúng bàn thờ tổ tiên, rồi sau đó mới thịnh chuối trên bàn Phật, bàn tổ tiên xuống ăn. Rồi có người cũng thấy bàn chuối chín, nói chuối chín này bán, có người nói chuối chín này hái vô ăn, chú rồi đem ra ăn. Không, không nghĩ gì hết. Nghĩ thấy chưa? Thì tại sao lại có người đó là phải đem đi cúng Phật, đem vô chùa, chùa gần bên nó đem vô cúng hai nãy cúng bằng Phật ở nhà, rồi nãy cúng bằng thờ ông bà, sau đó mới lấy ra ăn. Thì cái người này đó từ lâu nó được quân tộc trong nhiều kiếp biết rằng nương tựa nơi Tam Bảo là đứng đầu. Vì trong cái luân hồi điểm tựa chúng ta là Tam Bảo, là chư Phật, còn tổ tiên ông bà dựa theo duyên kiếp chứ không được dựa suốt một đời đâu. Chúng ta hiếm có người mới được nương tựa với cha mẹ suốt một cuộc đời, chúng ta chỉ nương tựa có một chặng đường đời thôi. Và khi mà chúng ta mất mát thì chúng ta đây sẽ bị hụt hẫng, còn Tam Bảo thì vĩnh cửu. Cho nên cái quân tập nó người này nhiều đời nhiều kiếp biết rằng Tam Bảo là cái chỗ dựa về mình, bởi vì quy y nơi Tam Bảo rồi mà. Cho nên nhìn thấy cái buồng chuối chín là biết cúng ai, thứ lớp biết phân ra ngay, và cuối cùng mình mới ăn. Thì cái đó là khác, tất cả đều do quân tập. Cái chỗ này là cái chỗ mà sư cô nói trong cái giáo dục gia đình á, nó quyết định cái hạnh phúc con người rất lớn. Khi cái người cha mẹ đó chỉ thấy có một điều đó, là hễ con muốn cái gì đáp ứng nó hết, có nghĩa là thương con, có nghĩa là đem hạnh phúc tới cho con. Đó là thương con, đem hạnh phúc đến con trong cái sự mù quáng của mình. Còn cái người không có mù quáng đó, người ta sẽ biết rằng
con sẽ chỉ được hưởng trong một cái phạm vi nào đó thôi, mà tất cả con phải uống nước nhớ nguồn. Có một trái quýt vậy thôi, không phải quyết định rằng con mình nhỏ nhất mà cho nó, sẽ cho nó đó, cho con trái quýt này. Nhưng mà lột trái quýt này lên mời ông ngoại bà ngoại trước, vì mình ở chung với ông ngoại bà ngoại mà. Rồi sau đó phải mời ba má, phải mời anh, hai chị ba của con, rồi mới tới con. Chia như vậy. Rồi ông ngoại bà ngoại không ăn cho thì hưởng, ba má không ăn cho thì hưởng, anh chị không ăn cho thì hưởng. Nhưng nó phải làm đầy đủ tất cả những thứ đó. Còn nếu mình không làm cái điều này thì đừng chờ đợi con có hiếu. Hiếu là phải học mới có hiếu, chứ không phải cha sanh mẹ đẻ ra mà có hiếu. Người nào mà cha sanh mẹ đẻ ra có hiếu là nhiều kiếp đã đưa quân tập cái chữ hiếu này rồi. Còn không, cái khuynh hướng của con người là tự thỏa mãn tất cả những cái ý thích của mình, mà nhất là sự thọ hưởng là đều như vậy hết. Cho nên phải dạy. Thì đến khi mà nó lớn lên rồi đó, nó đi ăn bất cứ một cái gì đâu ngon á, thì cũng nhớ tới ông bà của mình, tới cha mẹ, tới anh em của mình. Cho nên ăn rồi mua về, hoặc là ăn rồi thì nghĩ tới chuyện làm sao mà nấu cho cả nhà ăn. Phước báu của cái đứa con mình nằm ở chỗ đó, mà cái quả lành của mình cũng nằm nơi cái chỗ đó. Còn mình không dạy dỗ, không hướng dẫn, không đào tạo thì chớ có nghĩ rằng là tại sao con người ta có hiếu, con mình không có hiếu. Cho nên đâu phải là nuôi một đứa nhỏ dễ đâu. Cho ăn đã thấy mệt rồi, nhưng mà dạy còn mệt hơn. Mà không đào tạo nó thành con người đó quý vị không? Nó về nó ở rễ, nó làm dâu đó, thì người ta lắc đầu về nó đó. Cho nên cái môn đăng hộ đối nó có hai cái. Cái nhà nó có cửa chính đây, nó gọi đây là cái môn. Cái nhà đi ra mà nó có cái cửa bên hông này đi ra. Tại bên đây nó có nhà gia nhân nữa, có bên đây là gọi là cái hộ. Chỗ này nó gọi là cái hộ. Cái nhà mà nó có cái cổng tam quan này là nhà khá giả. Nó có cái cửa đi ra nhà của mấy cái người mà phụ giúp trong gia đình, hoặc là nó có cửa để ra phòng khách. Ở cái bên đông hoặc bên tây nó có chỗ tiếp khách hạng nào để tiếp, thì nó luôn luôn nó có cái hộ này. Thì khi người ta nói môn đông hộ đối đó, thì người ta luôn luôn nghĩ tới cái địa vị xã hội và cái tiền bạc gia đình hai bên nó phải ngang ngang với nhau. Thì cái đó là cái cụ thể. Nhưng mà thật sự ra nói cho đúng đó, thì cái phước báo hai bên đó, nó có một cái mức độ mà nó có thể là tương đương với nhau về mặt phước báo. Nhưng cái đó là cái giá trị về vật chất. Còn cái thật sự trong chung sống lẫn nhau đó, cái môn đăng hộ đối nó nằm trong giáo dục gia đình. Mà cái giáo dục gia đình đó là nó huân tập cái sự thiện lành này. Nó từ trong căn để của nó. Hỏi chứ con dâu mà nó về nó làm dâu, mà chồng nó đi mua đồ về đó chưa biết đi lên cúng ai, cũng chưa biết dâng ai, là nó lấy một phần nó giấu trong phòng nó ăn trước, thì không còn gì để nói được nữa. Một thằng rể mà nó đi về nó thấy rồi nó cứ ăn không cần biết là cái này của ai, và cũng không biết để làm gì, nhưng mà thấy là ăn cái đó. Vì gia đình nó quen như thế rồi thì không thể sống được. Cái đó đích thực là môn đăng hộ đối nằm chỗ đó, nằm trong cái giáo dục của gia đình. Cho nên nhiều gia đình người ta nói ta không cần giàu nghèo gì hết, ta chỉ cần một cái người đàng hoàng tử tế và biết sống mà thôi. Đó đích thực là môn đăng hộ đối. Khi người ta không hiểu biết, người ta bám vào cái nhà, cái cửa này, cái phần thô kệch này, mà không hiểu rằng khi chung sống với nhau đó, cái giá trị đích thực nó nằm trong cái giáo dục căn bản của con người. Đó là huân tập cái tính nết này nè, nó đi vào cái con đường thiện lành. Còn không, ít
kỷ và thọ hưởng cả cái cá nhân của mình đó, nó là pháp bất thiện, nó trồi lên có mặt bất cứ lúc nào. Ăn không cần hỏi ai, không cần chờ ai, không cần gì hết. Và nhất là ăn xong thì bừa ra đấy, còn chút xíu của hung rắn ăn cho hết, trong chén của mình cũng như trong cái ngoài, cứ bừa ra, thích ăn không thích rồi bừa ra. Đấy, môn đăng hộ đối nằm chỗ đó, nằm trong cái giáo dục của gia đình. Cho nên chừng nào quý vị có cái phước xuất gia rồi, quý vị đọc trong cái luật xuất gia càng sâu chừng nào thì quý vị càng thấy nó nằm trong giáo dục gia đình chừng ấy. Nó không có đi ra khỏi cái đó đâu. Cho nên nhiều lần khi sư cô giảng, sư cô có nói rằng mình có phước báu khi mình có ông bà cha mẹ thiệt là khó tánh. Khó tánh mà khó tánh đúng ấy, là phước báu cực kỳ. Vì giới luật cũng nằm trong chỗ đó mà đi ra. Cái căn bản hạnh phúc gia đình nó nằm chỗ đó. Bây giờ yêu nhau cách mấy mà bây giờ khi cái người vợ mà mang thai rồi thì cái ông chồng bực bội tại vì không có ai nấu cơm cho ăn, không có ai hầu hạ cho, mà bây giờ lại vợ lại còn nằm đó nhèo tới nhèo lui rồi nói anh bắt cho em miếng cháo, thì cái đó là không chịu đựng nổi. Tại vì người ta quen nuôi dưỡng để chỉ thọ hưởng mà thôi, và người ta lấy cái thọ hưởng đó làm cái phước, làm cái hạnh phúc của mình. Người ta không thấy cái sự săn sóc của người khác là phước báu, là cái niềm an vui, là cái hạnh lành cần phải gieo xuống, không thấy được. Giáo dục gia đình có phước mới gặp được cha mẹ ông bà như vậy. Vô phước ấy, thì tưởng là sống sướng lắm, bởi vì sao cũng được mà, bung thùa cỡ nào cũng được. Bung thùa đó có nghĩa là phóng dật, và nó là pháp bất thiện triền miên trong cái nhà đó. Như vậy một cái nhà có giáo dục căn bản và cái nhà bung thùa đó thì làm sao môn đăng hộ đối. Bây giờ cái bằng cấp nó có hơn con mình, nó có giàu hơn con mình, nhưng sống không được. Nó chỉ là đáp ứng một cái bề ngoài thôi, còn cái sự thật chung sống đó, nó không thể đồng điệu được. Nó không có đồng thanh tương ứng mà đồng khí cương cầu được. Mà nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm nơi các cái bà mẹ này. Chỉ muốn con mình thọ hưởng mà thôi. Thậm chí cái suy nghĩ nó nằm ở chỗ này. Hôm nay có món ăn ngon rất ít đây. Nó là cảnh đó. Có người thì nghĩ vậy. Cái này nó ít mà nó ngon quá, thôi đừng ăn, cất lại. Chiều đem về cho má. Còn có người nói có một chút xíu về đem đâu, cho mấy đứa nhỏ ăn cho rồi. Hai cái đó khác nữa. Đứa con mình nó còn cái đường dài để có thể ăn, nhưng cha mẹ mình con đường ngắn. Cái tâm mình nghĩ tới cái điều đó trước, chứ chưa chắc về bà đã ăn. Có khi bà cho trở lại còn cho thêm. Nhưng khi cái tâm mình hướng tới cái gì là cái phước mình trổ sanh hay không trổ sanh. Khi tâm mình hướng đến như vậy thì về sau đó cái con mình nó nhớ hoài, cái này có chút xíu là không được ăn, phải đem đến cho bà ngoại. Về sau nó lớn lên nó cũng biết rằng hồi đó má mình có chút xíu gì cũng đem về cho bà ngoại, đem về cho bà nội. Thì bây giờ mình đây cũng phải nói với con mình cái này có chút xíu để ba đem về cho bà nội. Còn bây giờ mình bao nhiêu mình dồn cho nó, không bao giờ cả ngày. Ngày này qua tháng khác không có nói gì tới ông nội, bà nội không nói gì tới ông ngoại, bà ngoại. Thì đó cứ xem tất cả những gì mình gieo xuống thì mình hưởng cái đó thôi. Nhân quả nằm chỗ đó. Cho nên đối cảnh thì cái tâm người ta ứng xử như thế nào, nó nằm trong cái tập khí này đây. Nằm trong phước báu và tập khí. Nhiều đời nhiều kiếp mình có giáo dục, có phước báo, có giáo dục thì mình có hạnh lành. Bây giờ thêm phước báo nữa, đời này mình ở với ông bà cha mẹ đó, giờ mình kỹ lắm, ngó kỹ lắm. Đi vậy hả? Con gái mà đi chân này nhảy qua chân kia tưng tưng vậy hả? Đi lại cho đàng hoàng tử tế.
không thì đập vào đâu có chân, sợ đâu có dám. Bởi vì khi mình đi chồng chồng chéo chéo nhảy như vậy, tâm mình nó phóng dật, phải đi lại cho trang nghiêm, cho đàng hoàng, cho tử tế. Cho nên muốn làm công chúa đó, đi phải để cái chồng sách trên đầu, đứng rồi đi sao mà cho nó đừng rớt cái chồng sách xuống. Chứ công chúa không phải muốn đi đi, muốn đứng đứng ngồi ngồi đâu, phải có cái, phải có cái tư cách, phải có cái hạnh lành, và tất cả đều phải rèn luyện hết. Cho nên người ta chỉ nhìn thấy cái phước báu là được làm công chúa, được làm hoàng tử, được làm vua, nhưng người ta không biết rằng cái người này đó từ trong vô lượng kiếp đã tạo rất nhiều phước báu. Mà ai có dè rằng tất cả những cái đó nó lại nằm ở đây, nó nằm trong cái dòng nghiệp của mình đây. Cho nên khi đối cảnh đó, ứng xử như thế nào nó đều bắt vào trong tâm hộ kiếp. Vì vậy mà cái đời này khi mình có phước báo đó, ông bà cha mẹ mình rèn mình trong cái hạnh lành này, thì khi mình muốn ứng xử khác hơn cũng không dám. Tại vì mình biết đây là cái cấm kỵ trong cái gia đình mình mà. Ba má mình dẫu chết rồi mà thấy biết mình làm cái chuyện này là nhất định không đồng ý rồi, cho nên ngập ngừng không dám. Mà làm rồi thì hối hận suốt luôn. Còn khi mình trong cái gia đình của nó không có điều cấm gì hết á, bình thường, không có gì hết. Cho nên mình vô phước á, mình mới sinh ra trong cái gia đình mà nó luôn tuồn hết tất cả. Mà ngỡ rằng cái đó là tự do. Tự do không có nghĩa là buông thùa. Tự do không có nghĩa là luôn tuồn. Và không phải mình khép mình vào trong cái khuôn, nhưng mình biết rõ đây là cái khuôn tốt, cho nên mình muốn trở thành cái khuôn. Hai cái đó khác nhau. Không phải mình nhồi ép mình vào trong cái khuôn, không phải vậy. Nhưng mình thấy đó chính là cái điều tốt nhất, phải đi trong cái khuôn mẫu này. Cái hiểu biết đó mới cho mình đi vào trong cái khuôn mẫu. Nhưng mà cái thời đại ngày nay đó, cái người nào mà đi trong cái khuôn mẫu đàng hoàng tử tế là cái người bị người ta nguyền rủa nhiều nhất. Một thầy cô giáo mà làm đúng cái tư cách thầy cô giáo thì học sinh nó chửi, có khi nó đánh. Bởi vì cái xã hội thời bây giờ đó, con người ta khôn ở chỗ là cào là cấu trên đầu người đó, người khác, để mà dẫm đạp người khác, hốt về mình, thì cái người đó khôn nhất, người đó giỏi nhất. Không phải là những cái giá trị về thiện lành, về tâm linh này đâu. Làm cha mẹ mà dạy cho con vậy á, nó cũng không có thèm nghe đâu. Nó nói á, thế hệ của ba má khác, cổ lỗ sĩ rồi, thời của con không phải vậy. Thời con thích gì là làm cái đó, ưa cái gì là sống cái đó, bất chấp hết toàn bộ. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói vậy, một cái con voi đó mà được vua ngự đó, đó là cái phước báu mà nó được huấn luyện để thuần hóa. Một cái con ngựa mà được cái vị tướng giỏi cởi trên lưng đó là cái phước báu của nó đã được rèn luyện và được thuần hóa. Chứ một vị vua đó không ngự trên một cái thớt voi quan giả, một vị tướng cũng không cởi một con ngựa quan giả. Không bao giờ có chuyện đâu. Như vậy cái phước báu làm người của chúng ta là chúng ta được giáo dục, được đào tạo, được rèn luyện. Và cái khôn ngoan, cái trí tuệ của mình ở chỗ là biết đây là cái giá trị để hợp tác vào. Còn cái kẻ thô lỗ, ngu đần mà thoái đọa đó thì nó sẽ phá hết tất cả những khuôn mẫu tốt đẹp này đây. Bởi vì nó là sa đọa mà, nó đâu có thể chấp nhận những cái quy củ tốt đẹp này đâu. Cho nên cái xã hội văn minh ấy, nó phải có văn hóa. Cái văn minh là người ta sáng tạo, sáng chế ra cái này cái nọ để cung phụng cho đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng người ta có văn hóa là người ta biết ứng xử trong cái tình người, trong cái mà nó đưa đến thiện lành,
nó chính là cái văn hóa, nó là cái vẻ đẹp của con người và cái sự tiến hóa của con người nằm trong cái chỗ đó. Còn những cái sáng kiến, những cái điều mà nó làm cho tăng tiến cái đời sống đó, nó nằm trong cái phước thiện thuộc về sở hữu tưởng. Nó chưa có trí trong cái chỗ đó. Cho nên xã hội văn minh chưa hẳn có văn hóa. Mà cái xã hội còn thô sơ đó, không có văn minh nhưng chưa hẳn không có văn hóa. Người ta có văn hóa ứng xử đẹp lắm. Mà con người văn minh ngày nay chưa chắc có được văn hóa ứng xử đó. Chúng ta đọc báo, chúng ta thấy một cái cô sinh viên đi trên cái xe bus. Mà cuối cùng đó, những người trên xe bus đó là hãm hiếp cô ấy tới chết. Như vậy có văn hóa không? Còn người ta đi bộ, người ta đi xe bò, người ta đi xe chó, người ta đi xe dê, nhưng người ta không có chuyện đó. Thử hỏi ngày nay trong gia đình chồng vợ đó, người ta ứng xử với nhau có văn hóa được bao nhiêu gia đình? Hay người ta thô bạo, người ta tục tằn với nhau, người ta chửi nhau, người ta đánh đập nhau? Đấy, nhìn đi, nhìn là để biết cái văn minh với cái văn hóa nó khác như thế nào. Bởi vì văn hóa nó thuộc về cái tâm linh thiện hay bất thiện ở đây. Còn văn minh nó đi vào sở hữu tưởng, nó đi vào cái pháp thiện, nó đi vào cái phước báu của thiện. Chưa có phải là có thiện trí trong đó. Nó chỉ cần thiện là nó đủ để thành công rồi. Nhưng mà thiện trí nó làm nên văn hóa. Như vậy nó định hình từ trong cái dòng chảy tâm thức của mình cho nhiều kiếp, và nó động lại trong cái kiếp này. Và như vậy khi mà tất cả, khi chúng ta bắt một cái cảnh thì cái tâm chúng ta liền có một cái sự ứng xử khác nhau hết toàn bộ. Và cái sự ứng xử này nó làm nên một cái dòng nghiệp mới trong cái dòng nghiệp lặng lẽ chảy trong tâm chúng ta đây. Bây giờ nó sẽ cộng vào đây để nó hình thành nên, và cuối cùng khi cái chết xảy ra, nó chấm dứt cái kiếp này, nó lại nối tiếp. Tâm tục sinh là nó nối một cái kiếp sống trước với kiếp sống sau, và cái dòng chảy về tâm thức cứ thế mà trôi chảy. Cho nên khi nào chúng ta ý thức ra thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này đó, khi chúng ta có mặt đó, nó là cái trường học hỏi để chúng ta thích ứng với những điều lành. Trong khi đó, cái giáo dục về thế gian đó dạy chúng ta thích ứng với cuộc sống, và làm sao cho cái cuộc sống này nè, nó đạt được những cái thứ phước báu mà thuộc về phước thiện nhiều hơn. Cho nên có khi người ta dùng sự bất thiện để người ta đạt được cái sự phước báu. Do đó mà tất cả những cái phương pháp bất thiện của người ta để đạt đến cái quả thiện của người khác, cướp trên tay cái quả thiện của người khác, thì người ta chỉ có hậu quả mà không bao giờ có cái kết quả cả. Và cái mà người ta không nhận ra đó, người ta có nghĩ là ôi đầy dẫy trên cái thế gian này có bao nhiêu người nó ác mà nó vẫn giàu, nó vẫn sướng, rồi nó đâu có thấy gì đâu. Đâu có thấy cái gì đâu, thấy không? Trong khi bao nhiêu người đàng hoàng tử tế thì bị nó dẫm xuống không còn cái gì mà chết, thấy rõ như vậy còn ngồi đó mà ngu. Vậy thấy không? Cho nên là phải, người ta cướp thì mình cướp có gì đâu, người ta làm tới thì mình cứ làm tới có gì đâu. Giống như cái tầm mắt của mình đó, mình chỉ nhìn tới đây thôi, qua cái chỗ này cũng thấy. Người có cái tầm nhìn á thì cái này nó chỉ là cái che thôi, còn người ta thấy hết. Ta thấy mình gieo cái nhân không lành, cuối cùng mình sẽ gặt cái đó. Và nó không bao giờ mất đi. Tất cả đều trổ sanh trong tâm, đều nằm trong cái dòng nghiệp này, và đều ảnh hưởng tới tất cả những cái ứng xử trong cái mà chúng ta đối diện hàng giờ hàng phút đây, nó đều như thế này. Cho nên khi mà nó xảy ra rồi đó, thì tất cả những cái hoạt động này nè, nó đi cực nhanh, cái vòng quay của nó cực nhanh. Thì như nãy sư cô có nói đó,
nó đi tính hàng ngàn lần, nó tính hàng triệu lần, nó tính hàng triệu triệu lần, nó tính hàng tỷ lần, nó tính hàng tỷ tỷ lần. Như vậy chúng ta đây còn thừa thời giờ để thấy nó, thừa thời giờ để biết nó. Và cái pháp học sẽ giúp cho chúng ta thấy vậy. Khi chúng ta thấy nó, chúng ta biết nó, chúng ta nhận diện ra nó rồi, thì chúng ta phải hỏi với chính mình nên theo nó hay không nên theo nó. Đó là cái chỗ mà chúng ta gọi là tu sửa, chứ chưa có phải đắc đạo quả đâu. Thôi xin mời quý vị nghĩ.